Úc Nhiên không nói thẳng, cô càng bình tĩnh, Lệ Diệp càng áp lực. Lệ Diệp run run môi nói, giống được hung dữ như ba già, chớt thì chớt thôi. Đúng vậy, Úc Nhiên mỉm cười, đồng tình một câu. Lò nung nóng quá, nếu cô muốn chơi đất sét hoặc đồ gốm, trong bộ lạc có rất nhiều, trở về bảo giống được lấy cho cô chơi là được rồi. Chúng ta ra ngoài thôi. Lệ Diệp gật đầu, mấy giống được nặn đất sét cũng đã nặn gần xong, nghe thấy sắp đi, bọn họ lập tức tăng tốc động tác trên tay. Ngay sau đó, tất cả đều vây quanh Lệ Diệp để cho cô ta xem thành quả của họ, nhưng cô ta lại nhìn những thứ đó một cách hờ hững, qua loa đáp lại vài tiếng. Chỉ là bùn được lọc kỹ hơn một chút thôi, cô ta không thích chút nào. Vị trí của họ cách cửa không xa, Lão Nhị và Tư Hạ đỡ Úc Nhiên ra khỏi lò nung, đi thẳng ra ngoài, Lệ Diệp đi theo phía sau. Đi ra khỏi khu vực nhà đá, đi dưới ánh đèn đường đơn sơ. Úc Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lệ Diệp đang cau mày, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Lệ Diệp cứ nghĩ đến chuyện của mình, không để ý đến người phía trước đã dừng bước, nếu không phải giống được bên cạnh kéo cô ta lại, cô ta đã đụng vào Úc Nhiên. Sao vậy? Cô ta nhìn Úc Nhiên, lo lắng hỏi. Úc Nhiên nhìn cô ta với vẻ mặt mỉa mai, tôi không quan tâm hành vi hôm nay của cô là do cá nhân hay do thủ lĩnh của các người sắp xếp, trộm đồ của người khác dù sao cũng là không tốt. Sắc mặt Lệ Diệp lập tức căng thẳng, nghiến răng nói, cô nói gì? Cô nói tôi trộm đồ của các người sao? Nói xong, cô ta giơ tay lên, trong tay đang cầm một cục đất sét nhỏ. Úc Nhiên nhướng mày, tôi nói là đất sét cô đã cất vào không gian. Tôi chỉ sờ mó đất sét, nặn vài cái, tôi không có không gian, cũng không trộm đất sét của các người. Mắt Lệ Diệp đỏ hoe, bày ra vẻ mặt bị oan ức. Vừa nãy ta vẫn luôn đứng ở cửa nhìn, thấy đất sét trong tay giống cái này biến mất. Bạch Túc hừ một tiếng, nói với vẻ mặt chán ghét. Không làm việc đàng hoàng, lại đi trộm đồ, còn trộm đất sét. Tôi không có. Lệ Diệp nước mắt lưng tròng khóc lóc, mấy giống được bên cạnh khó xử nhìn tình hình này. Có giống được do dự nói, Bạch Túc, có phải ngươi nhìn nhầm không? Chỉ là một ít đất sét thôi, không đến mức đó chứ. Dù có lấy vài cục để chơi cũng không sao, ngày mai chúng ta ra ngoài tìm thêm một ít đất sét về là được rồi. Úc Nhiên mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, nói, nếu cô ta lấy một cách quang minh chính đại, muốn lấy một ít về chơi, thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô ta lén lút lấy, bị chúng tôi nhìn thấy rồi còn không thừa nhận. Vậy thì là gì? Mấy giống được đó cứng họng. Úc Nhiên là bạn đời của thủ lĩnh, chắc sẽ không làm khó Lệ Diệp vì chuyện nhỏ này, nhưng dáng vẻ uất ức, vô tội của Lệ Diệp như thể thật sự không lấy. Trong lúc không khí đang căng thẳng, Lệ Diệp đột nhiên tiến lại gần Úc Nhiên một bước, cô ta há miệng định nói gì đó. Ngay sau đó, một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, giống được đứng gần Lệ Diệp nhất vội vàng đưa tay kéo cô ta lại, giúp cô ta tránh bị ngọn lửa đánh trúng trực diện. Nhưng vẫn không kịp, ngọn lửa nóng bỏng lướt qua cánh tay cô ta, khiến da cô ta bị bỏng ngay lập tức. Ngọn lửa nhỏ rơi xuống cát, gây ra tiếng động không nhỏ. Lúc ngọn lửa rơi xuống, Lão Nhị và Tư Hạ đã phóng thích dị năng để bảo vệ Úc Nhiên. Sau khi phát hiện đó là lửa của gà biến dị, bọn họ bình tĩnh lại. A, à, đau quá, Lệ Diệp đau đến mức quỳ xuống, cả cánh tay máu thịt be bét, có chỗ da còn bị cháy đen. Úc Nhiên nhìn vết thương đó, buồn nôn đến mức muốn quay người đi nôn, cô che miệng, kìm nén cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu lên thấy gà biến dị và Lão Tam chạy tới. Cô không biết mẹ tôi đang mang thai sao, nói chuyện thì nói chuyện, đột nhiên lại gần làm gì, An Tắc nói với vẻ mặt chán ghét. Vừa nãy, lúc Lệ Diệp đột nhiên tiến lại gần Úc Nhiên, rốt cuộc cô ta muốn nói chuyện hay là muốn nhân cơ hội làm gì đó, chắc chỉ có bản thân cô ta biết. Bất kể cô ta đến gần Úc Nhiên vì mục đích gì, cũng khiến gà biến dị tưởng cô ta muốn làm hại Úc Nhiên, nên mới tấn công. Nhìn Lệ Diệp đau đớn lăn lộn trên mặt đất vì vết thương, Lão Nhị nói, mặt mày tái mét rồi. Trước tiên đưa về bộ lạc để Vân Kỳ xem, đừng chết ở đây, chuyện còn lại chúng ta về bộ lạc rồi xử lý. Mấy giống được đó không dám chậm trễ, lập tức đưa Lệ Diệp về bộ lạc. Dù sao bọn họ cũng là giống được trẻ tuổi, bọn họ biết địa vị của Úc Nhiên trong bộ lạc, ý của cô phần lớn quyết định thái độ của thủ lĩnh, vì vậy ý của cô rất quan trọng. Tình hình hiện tại hoàn toàn là Úc Nhiên đang đối đầu với Lệ Diệp. Chỉ là bây giờ trong đầu mọi người đều nghĩ Lệ Diệp nhất định đừng chết. Lão Nhị hỏi Úc Nhiên, mẹ, Lệ Diệp thật sự trộm đất sét sao? Lúc đó, nó và Tư Hạ đều ở phía sau, không thò đầu ra nhìn tình hình trong nhà đá. Chủ yếu là ở cửa đã có đầu của Úc Nhiên và Bạch Túc rồi, nếu bọn họ cũng thò đầu ra xem, mục tiêu quá rõ ràng. Hai người họ không nhìn thấy cảnh Lệ Diệp cất đất sét vào không gian. Úc Nhiên gật đầu, trộm rồi, sau đó phát hiện ra chúng ta, nên lấy không nhiều. Về trước đi, chuyện sau đó để mẹ xử lý. An Tắc vui vẻ vẫy đuôi vài cái, nói, xem ra mẹ đã biết cách xử lý rồi, đúng là mẹ. Úc Nhiên bị câu nịnh nọt đột ngột của nó chọc cười, bây giờ đừng khen ta,
lát nữa rồi khen. Lão nhị đảo mắt, khen mẹ đâu cần phải chọn thời gian. Tư Hạ, đề nghị bây giờ cứ khen hết mình đi, đợi về bộ lạc rồi sẽ không còn thời gian nữa. Đám nhỏ rất đồng tình gật đầu. Úc Nhiên bất đắc dĩ. Lệ Diệp bị thương nặng như vậy, thú nhân của bộ lạc Hắc Lân chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, cuối cùng rất có thể sẽ đánh nhau. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau một trận sau khi trở về. Úc Nhiên, đi thôi, để gà biến dị đưa chúng ta về, nhanh hơn. Gà biến dị được gọi tên, vui vẻ đi tới, đưa bọn họ về bộ lạc. Đi đường hàng không nhanh hơn nhiều so với chạy trên sa mạc, gà biến dị bay nhanh cũng sẽ không khiến cô cảm thấy sốc này. Bọn họ về bộ lạc trước Lệ Diệp. Lệ Diệp vẫn chưa được đưa về, thú nhân trong bộ lạc vẫn đang vui vẻ tham gia hoạt động giao lưu. Lúc gà biến dị đưa bọn họ bay vào bộ lạc, tiếng động hơi lớn, mọi người đồng loạt nhìn qua. Úc Nhiên coi như không thấy, ngồi trên lưng gà biến dị, nhìn Thương Ấp nhanh chóng đi tới. Anh nhảy lên, cẩn thận bế cô xuống. Vân Kỳ, chuẩn bị một chút, cánh tay của Lệ Diệp bị lửa của gà biến dị làm bị thương. Cô nhìn con chăn trắng đang hóng chuyện, nói. Vân Kỳ ngẩn người, theo bản năng hỏi, tại sao gà biến dị lại tấn công cô ta? Tư Hạ giải thích, lúc đó họ đang nói chuyện, Lệ Diệp đột nhiên đến gần Úc Nhiên, khiến gà biến dị tưởng cô ta muốn làm gì Úc Nhiên, nên đã phun lửa làm bị thương da cô ta. Các người đã nói gì mà khiến con gà biến dị này cảnh giác như vậy? Thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Lân, cũng chính là cha của A Mặc Tây Lâm, trầm tắc lạnh lùng hỏi. Hay là các người cố tình nhắm vào Lệ Diệp? Ánh mắt thú nhân của bộ lạc Hắc Lân lạnh xuống, không khí lập tức trở nên căng THANG. An Tắc bĩu môi, hừ một tiếng, vậy thì phải hỏi thủ lĩnh nhà anh rồi. Giống cái của bộ lạc các người chạy đến lò nung của chúng tôi trộm đất sét, chuyện này là do anh sai khiến hay là do cô ta tự ý muốn trộm? Không thể nào, sao cô ta có thể trộm đồ của các người được? Trầm Tắc kiên quyết phủ nhận. Ông ta quay đầu nhìn Thương Ấp, kìm nén cơn giận, nói, bộ lạc ám diễm các người giao lưu với bộ lạc khác như vậy sao? Bạn đời của anh lại nhằm vào giống cái của bộ lạc chúng tôi như vậy. Trong lòng Úc Nhiên có chút buồn bực, cô không phải buồn bực vì lời nói của Trầm Tắc, mà là buồn bực vì cái tên bộ lạc ám diễm. Cái tên này đột nhiên xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do lão đại đặt, cao lớn lại dễ dàng đồng ý. Từ đó về sau, bộ lạc của họ được gọi là bộ lạc ám diễm. Thương Ấp lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng. Chuyện rốt cuộc thế nào, đợi Lệ Diệp trở về rồi nói, giọng điệu lạnh nhạt, ngang ngược, bá đạo. Trầm Tắc tức đến mức máu huyết sôi trào, ông ta cảm thấy khó chịu, nhìn Thương Ấp với ánh mắt lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập sát khí, uy áp ngập trời, thú nhân xung quanh bị uy áp mạnh mẽ của bọn họ ép đến mức lùi lại. Chỉ có Úc Nhiên được Thương Ấp bảo vệ trong lòng là không cảm thấy gì. Đúng lúc hai vị thủ lĩnh sắp đánh nhau, bên ngoài vang lên tiếng gầm của thú nhân. Trầm Tắc biến sắc, lập tức ngừng đối đầu với Thương Ấp, quay người chạy ra khỏi bộ lạc, phía sau có rất nhiều giống đực của bộ lạc bọn họ đuổi theo. Nhìn phản ứng của họ, Úc Nhiên biết Lệ Diệp đã đến. Buổi giao lưu tốt đẹp đã biến chất, Thương Ấp ôm Úc Nhiên vào lòng, để cô dựa vào người mình. Anh khẽ liếc nhìn, An Tắc khẽ gật đầu, quay người đi sắp xếp. Kể cho anh nghe xem em phát hiện ra chuyện gì thú vị nào. Thương Ấp không quan tâm đến động tĩnh bên ngoài bộ lạc, mà cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Úc Nhiên hơi ngẩng đầu lên, anh cúi đầu ghé sát tai cô. Cô kéo tai cáo của anh, nhỏ giọng nói, Lệ Diệp có dị năng không gian, đã lấy một ít đất sét. Thương Ấp im lặng vài giây rồi nói, cho dù em có nhìn thấy, chúng ta cũng không thể nhìn thấy đồ trong không gian của cô ta. Đừng nói là bọn họ, ngay cả giống đực được thú ấn kết nối, bạn đời của Lệ Diệp cũng chưa chắc có thể xác định được đồ trong không gian. Không gian được thú ấn thức tỉnh không phải là không gian chia sẻ của Úc Nhiên. Vì vậy, trừ khi Lệ Diệp tự mình thừa nhận hoặc lấy đất sét ra, nếu không họ khó mà xác định được trong không gian của cô ta có giấu đất sét hay không. Thương Ấp tin tưởng Úc Nhiên, nhưng vẫn phải khiến tất cả thú nhân có mặt tin phục. Anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, khóe miệng hơi cong lên, không nhịn được đưa tay véo má cô. Úc Nhiên, em lại mũm mĩm hơn rồi. Úc Nhiên sa sầm mặt mày, nói, câm miệng. Lời khen kiểu này cô không cần, nói cô béo, cô không nghe ra sao. Rất nhanh, Lệ Diệp được thú nhân đưa vào, cẩn thận đặt lên bàn gỗ, Vân Kỳ đã đến gần kiểm tra vết thương. Cả cánh tay bị thương đến mức không ra hình dạng, Lệ Diệp đau đớn cuộn tròn người lại, sắc mặt tái nhợt. Vân Kỳ không hề hoảng loạn, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương, anh ta nói, không quá nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, chỉ là hơi đau, tôi đi lấy một ít thuốc đắp lên, mọi người đừng động vào cô ta. Nói xong, anh ta đi về phía lão nhị, lấy một ít thuốc từ chỗ lão nhị, lấy đủ số thuốc còn thiếu để làm thuốc bột. Loại vết thương do lửa gây ra này, không phải lão nhị không biết chữa, thuốc trị bỏng nó đã luyện chế thành công từ trước. Nhưng, tại sao nó phải giúp Lệ Diệp?
Sau khi đắp một ít thuốc mỡ làm từ thảo dược nghiền nát lên, cơn đau giảm bớt, Lệ Diệp dần hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút. Cô ta túm lấy Trầm Tắc, khóc lóc thảm thiết. Tôi không có trộm đất sét, tôi chỉ cầm một cục đất sét trên tay chơi thôi, lúc đó bọn họ đều nhìn thấy. Úc Nhiên nói tôi cất đất sét vào không gian, nói tôi trộm đất sét của họ. Sao cô ta có thể vu oan, sỉ nhục tôi như vậy? Trầm Tắc lạnh lùng nhìn Úc Nhiên, chờ đợi câu trả lời của cô. Giống cái của bộ lạc mình bị bắt nạt, bất kỳ thủ lĩnh nào cũng sẽ không chút do dự mà bênh vực. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Úc Nhiên. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều đang chờ đợi Úc Nhiên lên tiếng. Nhưng không ngờ, cô chỉ khẽ cười, mọi người đều ngơ ngác vì nụ cười đột ngột của cô. Lệ Diệp vừa khóc vừa nói, thủ lĩnh, anh xem, cô ta đang cười nhạo tôi. Úc Nhiên thấy sắc mặt Trầm Tắc ngày càng âm trầm, sát khí bốc lên. Cô mới chậm rãi lên tiếng, anh chắc chắn muốn bênh vực cô ta sao? Bây giờ cô ta là giống cái của bộ lạc các anh, nhưng trên người cô ta vẫn còn thú ấn của bạn đời trước đây, sớm muộn gì những giống được đó cũng sẽ tìm đến. Gia đình chúng tôi đã từng sống ở bộ lạc mà Lệ Diệp sống trước đây, đó cũng là lý do tôi quen biết cô ta. Cô ta có một bạn đời là thủ lĩnh. Thủ lĩnh bộ lạc Sâm Lan, một trong bốn bộ lạc lớn của khu vực phía Nam, Sâm Cổ, nếu các anh đã từng đến khu vực phía Nam, chắc chắn sẽ biết bốn bộ lạc lớn của khu vực phía Nam. Lệ Diệp một lòng muốn trở về bộ lạc Sâm Lan, môi trường ở sa mạc Chi Hải quá khổ cực, hoàn toàn không có phong cảnh đẹp như cây cối xanh tươi, chim hót hoa thơm trên đất liền. Cô ta lấy đất sét của bộ lạc chúng tôi là muốn mang về cho bộ lạc Sâm Lan. Thật ra cũng chỉ là đất được xử lý sạch sẽ hơn một chút thôi, nhưng cách xử lý đất như thế nào để làm ra đất sét hoàn hảo hơn cũng có chút kỹ thuật. Bây giờ kỹ thuật này của bộ lạc chúng tôi rất nổi tiếng ở sa mạc Chi Hải, dù là đất sét hay đồ gốm đều không thể lấp đầy bụng, nhưng ít nhiều cũng có thể cải thiện cuộc sống của bộ lạc, dùng bình, lọ để đựng đồ cũng tiện hơn. Còn có thể đổi lấy đồ vật khác với thú nhân khác. Lệ Diệp lớn tiếng cắt ngang lời Úc Nhiên, tôi không có, mọi người đừng nghe cô ta nói. Úc Nhiên dừng lại, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, không làm gì cả, hôm nay có nhiều giống cái đến như vậy, tại sao tôi chỉ nhắm vào cô có làm hay không, tự mình biết rõ. Đúng là chúng tôi không thể mở không gian của cô, cũng không thể xác nhận được. Nhưng tôi hy vọng cô hiểu một chuyện, những loại đất sét đó thật ra có sự khác biệt, có một số loại được nhào nặn bằng nước ngâm thảo dược khác nhau. Nhìn thì không khác gì nhau, nhưng nếu cầm trên tay, rồi ngâm vào nước thuốc, lập tức sẽ hiện ra màu sắc. Cô tò mò sờ vào đất sét đó, là dùng đầu ngón tay chạm vào, hay là cả bàn tay, đều có sự khác biệt. Cô dám thử không? Nếu chỉ là tò mò sờ vào đất sét thì chỉ dùng đầu ngón tay. Nếu lấy đất sét cất vào không gian, thì cả bàn tay đều sẽ dính. Nếu cô ta chỉ cầm một cục đất sét trên tay chơi, thì trên lòng bàn tay sẽ có một phản ứng. Nếu cầm nhiều cục đất sét, hơn nữa đều là đất sét được ngâm bằng nước thuốc khác nhau, thì màu sắc dính vào sẽ nhiều hơn. Lệ Diệp co rúm người lại, cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Úc Nhiên. Còn thú nhân của bộ lạc Ám Diễm đều ngơ ngác. Có thú nhân phản ứng lại, là Úc Nhiên cố tình nói như vậy. Có thú nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì, tưởng là đã nghiên cứu ra loại đất sét đặc biệt. Cao lớn vẫn luôn im lặng, để mặc vợ mình tự do phát huy, lúc này mới lên tiếng, nếu là chúng tôi hiểu lầm, thì đồ gốm và đất sét trong bộ lạc, các người cứ tùy ý lấy, còn có thức ăn, coi như là lời xin lỗi. Nếu Lệ Diệp thật sự đã lấy đất sét, tôi hy vọng bộ lạc các người có thể cho một lời giải thích hát. Trầm Tắc quay đầu nhìn Lệ Diệp đang quỳ trên bàn gỗ, Lệ Diệp chạm phải ánh mắt của ông ta, liên tục lắc đầu, tại sao bọn họ lại sỉ nhục tôi như vậy? Trầm Tắc nghiêm nghị nói, cho dù cô thật sự thích đất sét đó mà lấy đi, thì trả lại cho họ, xin lỗi một tiếng là xong chuyện. Lệ Diệp nhìn ông ta với vẻ mặt khó tin, bây giờ tôi là giống cái của bộ lạc anh lại không bênh vực tôi. Ánh mắt Trầm Tắc tối sầm lại, bộ lạc Sâm Lan là bộ lạc lớn, tôi cũng không ngờ cô là giống cái của bộ lạc đó. Cô lấy đất sét muốn mang về bộ lạc Sâm Lan, điều này khiến tôi rất thất vọng. Lệ Diệp tức giận đến mức run rẩy, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô ta tức giận hét lớn. Là anh bảo tôi lấy một ít đất sét về nghiên cứu, bây giờ xảy ra chuyện, anh lại không quan tâm đến tôi, để tôi tự mình gánh chịu sao. Anh quá đáng lắm. Nói xong, cô ta lấy hết đất sét trong không gian ra, ném vào người Trầm Tắc. Nhìn đất sét đó, Úc Nhiên khẽ nhớn mày, không phải là bị kích động rồi sao? Lệ Diệp đã lấy đất sét ra, điều này chứng tỏ cô ta thật sự đã lấy đất sét. Một số thú nhân không biết rõ sự thật cứ tưởng Lệ Diệp muốn mang đất sét đó về bộ lạc Sâm Lan. Những giống đực của bộ lạc Hắc Lân có chút hảo cảm với cô ta đồng loạt giảm bớt hảo cảm. Còn mấy giống đực của bộ lạc Ám Diễm đã từng nịnh nọt Lệ Diệp, trong lòng cũng thầm chửi rủa. Bọn họ nhanh chóng sâu chuỗi lại sự việc, nhìn Úc Nhiên với ánh mắt kính nể. Trong chuyện này, Lệ Diệp có rất nhiều điểm có thể lật ngược tình thế. Thứ nhất,
Lúc Úc Nhiên nói cô ta trộm đất sét, chỉ cần cô ta thẳng thắn thừa nhận, nói là muốn mang về chơi, thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra sau đó. Dù sao cũng chỉ là một ít đất sét, Úc Nhiên là bạn đời của thủ lĩnh, sẽ không nhỏ mọn như vậy. Thứ hai, nếu Trầm Tắc kiên quyết bênh vực, thì kết quả cuối cùng chỉ là hai bộ lạc trở mặt với nhau. Nhưng chớ trêu thay, sự tin tưởng lẫn nhau giữa bọn họ không đủ. Nghe thấy Lệ Diệp muốn trở về bộ lạc Xâm Lan, Trầm Tắc liền không muốn quản cô ta nữa, còn để cô ta tự mình gánh chịu mọi chuyện. Cuối cùng, Lệ Diệp không thông minh, trực tiếp cãi nhau với Trầm Tắc, còn ném đất sét ra. Đây không phải là tự chứng minh tội trộm đất sét của mình sao? Thương ấp cúi đầu hôn lên mặt Úc Nhiên, dịu dàng nói, giỏi lắm, chuyện còn lại cứ để anh xử lý, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ý anh rất rõ ràng, lát nữa sẽ đánh nhau. Úc Nhiên đưa tay về phía Vân Kỳ gần mình nhất, cô không nhìn rõ là ai, chỉ thấy bóng trắng, tưởng là Lý Hách. Chưa đợi Vân Kỳ đưa tay ra đỡ, Thương ấp đã nắm tay cô, đặt lên đầu An Tắc. An Tắc cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng, mẹ, con đỡ mẹ về. Hiểu cha không ai bằng con. Úc Nhiên, cô và Vân Kỳ đều bất đắc dĩ đảo mắt, cô để An Tắc dắt tay mình, dưới sự bảo vệ của mấy đứa nhỏ, đi về phía tháp nhỏ. Úc Nhiên đến bếp nhỏ ở tầng 2 nghỉ ngơi, An Tắc không nhịn được mà cọ vào người cô, nói, con thích nhất là dáng vẻ mẹ nghiêm túc nói hưu nói vượn như vậy. Úc Nhiên cạn lời, tôi và Tư Hạ canh gác ở cửa, nhỡ đâu đánh nhau dữ dội, họ có thể sẽ đến đây. Nếu bắt được em, thì đuôi thủ lĩnh nhà chúng ta sẽ không vểnh lên được nữa. Lý Hách nhìn Tư Hạ, nói với Úc Nhiên. Úc Nhiên gật đầu. Lão nhị nói, con sẽ canh gác ở cầu thang, hai người cứ canh chừng ở đây, bảo vệ mẹ và đứa nì. Bên ngoài có chút động tĩnh, mấy đứa chúng lập tức vào vị trí, cảnh giác. Úc Nhiên nhìn tình hình trong bếp, đứa nì vẫn luôn ở trong tháp nhỏ. Trong tình huống đó, cô bé sẽ không chạy lung tung, Lý Hách cũng trông chừng cô bé rất kỹ. An Tắc và Bạch Túc vẫn luôn đi theo, nhưng không biết Liệt Nhất và A Mặc Tây Lâm ở đâu. Úc Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Bạch Túc, trước đây không phải con ở cùng Liệt Nhất sao? Bạch Túc đang ngồi xổm bên cạnh, nó đáp, đi được nửa đường, nó nói đói bụng, về ăn thịt, con liền tự mình đến lò nung. Úc Nhiên cạn lời. Đới Ni nói, Liệt Nhất ở trong bộ lạc, vừa nãy con thấy nó ở gần ổ gà. Úc Nhiên yên tâm. An Tắc nói, không sao, bộ lạc Hắc Lân không có thú nhân mai phục bên ngoài, chỉ có những thú nhân đi vào bộ lạc chúng ta, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, sẽ không đánh nhau đâu. Nhiều nhất chỉ là hai thủ lĩnh đánh nhau. Sức chiến đấu của cha, em không phải là không biết, đúng không? Trên mặt Úc Nhiên lộ ra nụ cười. Đúng vậy, đợi đến khi động tĩnh bên dưới chuyển từ trong bộ lạc ra ngoài, lão nhị vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ cầu thang, báo cáo tình hình cho Úc Nhiên. Mẹ, cha và thủ lĩnh của bọn họ đánh nhau rồi, lão đại đã đánh bại hết đám thú con của bộ lạc bọn họ. Không có lệnh của thủ lĩnh, giống đực sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đám thú con sẽ không nghe lời như vậy. Một khi thú con của bộ lạc Hắc Lân ra tay, An Tắc đương nhiên sẽ không khách sáo. Đùa sao, trong bộ lạc bọn họ, thú con có thể đánh một chọi nhiều, ngoài An Tắc ra còn có Tương Dương. Thú con đánh nhau, bọn họ đã thức tỉnh dị năng, sao có thể thua được? Đương nhiên là chiến thắng tuyệt đối. Úc Nhiên không ngồi đợi kết quả, cả người buồn ngủ đến mức không chịu được, ăn chút khuya, rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy như mọi khi, Cao Lớn không ở bên cạnh, ở cửa đang hé mở. Cô thấy một cái đầu gấu lông xù. Hôm nay canh gác ở cửa phòng là Liệt Nhất. Chỉ cần cô đang ngủ, lúc Thương ấp cần ra ngoài, cửa phòng và cửa tháp nhỏ đều có thú con canh gác. Vì vậy, nuôi nhiều thú con cũng có lợi ích, có thể giúp cô canh gác khi cô không đề phòng nhất. Liệt Nhất, cô gọi. Gấu con đang ngẩn người nhìn không khí, giật mình hoàn hồn. Nó lập tức đi vào, đến gần giường xem tình hình của Úc Nhiên. Úc Nhiên, em có thể tự mình dậy không? Lý Hách ở bếp nhỏ, con đi gọi nó. Gấu con có lòng nhưng bất lực. Úc Nhiên tự mình thử, quá trình hơi khó khăn, nhưng lần này cô đã thành công ngồi dậy. Lúc cô dùng sức, đứa nhỏ trong bụng khẽ cựa quậy, khiến cô lo lắng đến mức không dám tiếp tục. Thôi, vẫn là gọi Lý Hách giúp em đi, lúc này không thể quá tự lập, bây giờ cô chỉ mới ngồi dậy, đứng dậy còn phải tốn sức, không có người đỡ thì không được, giường mây lại thấp, cô xuống giường đứng dậy sẽ rất khó khăn. Cô thở dài. Lúc trước mang thai lão đại, 4 tháng đã sinh rồi. Liệt Nhất chạy ra cửa gọi Lý Hách. Lý Hách lập tức từ bếp nhỏ đi ra, nhanh chóng đi lên. Lý Hách đỡ cô xuống lầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Úc Nhiên đang định thay quần áo thì cửa gỗ khẽ mở ra. Cô dừng động tác, sắc mặt lạnh xuống. Thương ấp đi vào thấy vợ xa sầm mặt mày, im lặng một lúc, sau đó mới phản ứng lại, nói, đám nhỏ sẽ không vào đây. Dù có đi vệ sinh, chúng cũng sẽ không vào nhà vệ sinh bên này. Đây là nơi dành riêng cho Úc Nhiên, không ai được phép bước vào. Thấy Thương ấp đóng cửa lại,
Úc Nhiên tiếp tục thay quần áo, anh đi tới giúp đỡ, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Lúc tay anh lướt qua bụng bầu của cô, đứa nhỏ trong bụng cựa quậy theo tay anh. Thương Ấp có chút bất ngờ, thử đặt tay lên bụng bầu xoa xoa, thai máy nhẹ nhàng vẫn luôn di chuyển theo tay anh. Úc Nhiên thấy hai cha con chơi đùa như vậy cũng thấy bất ngờ, sau đó sắc mặt lại xa sầm, nhỡ đâu nó cựa quậy rồi bị đuôi cuốn lấy thì sao? Thương Ấp khựng lại, lập tức rút tay về. Thai máy kéo dài một lúc rồi dần dần lắng xuống. Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, trường hợp này không thể nào xảy ra, lúc mang thai mấy đứa cáo con, một thai ba đứa cũng không bị đuôi cáo quấn lấy, giống cái càng không thể nào. Thể hình của giống cái lớn hơn giống đực, mấy cái đuôi đó không quấn được con bé. Nói xong, anh còn gật đầu chắc chắn. Nhưng anh cũng không dám tương tác với giống cái trong bụng như vậy nữa, đứa nhỏ này vốn dĩ đã đặc biệt rồi. Những thứ được truyền thừa trong tộc Cửu Vĩ Hắc Hồ rốt cuộc là thật hay giả, anh không muốn nghĩ sâu xa. Đứa nhỏ trong bụng Úc Nhiên là con của bọn họ, thời gian mang thai phía sau còn rất dài, không thể để giống cái quá phấn khích. Úc Nhiên bật cười, cô cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi. Lúc lão đại bọn họ sinh ra, đuôi nhỏ còn không dài bằng người. Bây giờ giống cái lại là hình người, thể hình lớn, dù đuôi nhỏ có lớn hơn một chút, cũng không thể quấn lấy bản thân. Thương Ấp giúp cô mặc quần áo xong, bế cô đến bếp nhỏ ăn sáng. Cô ngồi bên bàn ăn, nhìn cao lớn bưng bữa sáng thịnh soạn đến, bày ra trước mặt cô từng món một. Trong mỗi bữa ăn của cô, anh đã loại bỏ thịt khiến cô buồn nôn. Bây giờ thức ăn chủ yếu là hải sản và rau củ, thức ăn chính cũng được chuẩn bị. Hải sản thì loại bỏ một số loại có tính hàn, còn lại phần lớn là cá và tôm. Cá và tôm được chế biến thành nhiều món, đủ để cô ăn ngon miệng. Sau khi thức ăn được dọn lên bàn, Thương Ấp ngồi bên cạnh, nghiêm túc nhìn Úc Nhiên ăn. Mỗi lần cô buồn nôn, cả người anh đều căng thẳng. Cô thỉnh thoảng lại buồn nôn, tim gan anh lại run lên. Có phần thưởng giảm 30% triệu chứng ốm nghén. Phản ứng ốm nghén của Úc Nhiên đã giảm bớt rất nhiều, ít nhất sẽ không buồn nôn đến mức nôn ra. Bữa sáng này ăn cũng khá ngon miệng. Đợi Úc Nhiên ăn no, Thương Ấp mới bắt đầu ăn. Úc Nhiên ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Không biết đám nhỏ chạy đi đâu chơi rồi, tháp nhỏ yên tĩnh vô cùng. Thú nhân của bộ lạc Hắc Lân sau đó được sắp xếp như thế nào? Cô hỏi. Thương Ấp nói, bọn họ bỏ Lệ Diệp lại rồi rời đi. Ốc Nhĩ đã đổi Lệ Diệp cho bộ lạc khác ngay trong đêm. Rốt cuộc là thật sự đổi đi hay là xử lý rồi? Úc Nhiên không hỏi nhiều. Lệ Diệp sống hay chết đối với cô hoàn toàn không quan trọng. Thật ra, nếu Lệ Diệp chết, sau này có thể tránh được rất nhiều chuyện. Ví dụ như thú nhân của bộ lạc Sâm Lan tìm thấy cô ta trở về bộ lạc Sâm Lan. Hoặc là bộ lạc Sâm Lan cũng chuyển đến sa mạc Chi Hải. Nếu đối đầu với bọn họ, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột lớn. Thương Ấp nhìn Úc Nhiên đang trầm ngâm suy nghĩ, lại nói, em không cần lo lắng, sau này các người sẽ không gặp lại nhau nữa. Thú nhân của bộ lạc Sâm Lan cũng không thể nào tìm được cô ta nữa. Úc Nhiên theo bản năng hỏi, Ốc Nhĩ đã rớt cô ta. Thương Ấp, Ốc Nhĩ không rớt cô ta, mà thật sự đã đổi cô ta cho thú nhân của bộ lạc khác. Em cũng biết giống đực ở sa mạc Chi Hải có người tốt người xấu, đa số giống đực đều hung dữ. Ốc Nhĩ dù sao cũng sống ở thế giới này rất lâu rồi, quen biết một số giống đực xấu xa cũng không có gì lạ. Trước đây, Ốc Nhĩ cũng không phải là giống đực tốt. Úc Nhiên lập tức hiểu ra. Nếu Lệ Diệp thật sự rơi vào tay những giống đực hung ác, tàn bạo đó, cho dù không bị rớt chết, thì cuộc sống cũng sẽ không dễ chịu gì. Thành lập bộ lạc không có nghĩa là giống đực sẽ yêu thương, che chở giống cái. Bọn họ thành lập bộ lạc, sống theo bầy đàn chỉ là vì khi xuất hiện ốc đảo, việc tổ đội sẽ dễ dàng cướp đoạt vật tư hơn. Những bộ lạc được thành lập ở sa mạc Chi Hải đã phân hóa rõ ràng. Một loại là chỉ đơn giản là vì sinh tồn. Giống cái đối với bọn họ là sự tồn tại có cũng được, không có cũng không sao, nếu có đủ thức ăn, có giống cái để tìm niềm vui cũng tốt. Một loại là cần giống cái để sinh con đẻ cái, bọn họ sẽ tìm kiếm giống cái. Nếu giống cái ngoan ngoãn, nghe lời, hơn nữa khả năng sinh sản tốt, thì cuộc sống sẽ tương đối dễ chịu hơn. Nếu không ngoan ngoãn, nghe lời, hoặc là khả năng sinh sản không tốt, thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Những bộ lạc ấm áp như bọn họ rất ít. Ốc Nhĩ tuyệt đối sẽ không đổi Lệ Diệp cho những bộ lạc đàng hoàng, kết cục có thể tưởng tượng được. Vậy thì thôi, sau này nếu chúng ta ra ngoài, gặp thú nhân của bộ lạc Sâm Lan thì phải cẩn thận, nhất là bạn đời của Lệ Diệp, Úc Nhiên chậm rãi nói. Thương Ấp gật đầu với vẻ mặt không mấy quan tâm. Lệ Diệp chưa chắc đã sống đến lúc Sâm Cổ tìm đến, vào được sa mạc Chi Hải. Đây là nhân vật phản diện thứ hai bị xử lý sau Ba Già, Úc Nhiên cảm thấy rất thoải mái. Lúc trước cũng là vì kiêng dè thế lực của bộ lạc Sâm Lan, nên họ không làm gì, trực tiếp rời đi. Cứ tưởng sau này sẽ không gặp lại nữa, những thú nhân đó đã trở thành người qua đường trong cuộc đời cô. Không ngờ lại gặp lại hết, còn lừa được Vu Y Vân Kỳ của họ về làm Vu Y cho bộ lạc mình. Nghĩ lại, vận may này cũng không ai sánh bằng.
Mấy ngày sau, có tin tức chuyển đến, Lệ Diệp đã chết. Nghe nói thú nhân của bộ lạc đó muốn cô ta sinh con đẻ cái, mấy giống được tranh giành nhau để trở thành người đầu tiên có con với cô ta. Cuối cùng, thủ lĩnh của bọn họ bị làm phiền đến phát cáu, trực tiếp ném Lệ Diệp vào sa mạc. Giữa trưa nắng gắt, cô ta bị phơi nắng đến chết. Úc Nhiên sau khi biết tin tức, có chút bất ngờ, không ngờ kết cục của Lệ Diệp lại như vậy. Nhưng với cái chết của Lệ Diệp, mọi chuyện giữa cô và Lệ Diệp cũng chính thức chấm dứt. Còn về việc sau này gặp thú nhân của bộ lạc Xâm Lan thì sẽ như thế nào, đến lúc đó rồi tính. Lệ Diệp chết, hơi thở của thú ấn biến mất, đám bạn đời của cô ta có thể tìm thấy sa mạc Chi Hải hay không cũng là một vấn đề. Buổi giao lưu giữa bộ lạc và bộ lạc Hắc Lân không vui vẻ gì, nhưng bộ lạc bọn họ cũng thu hoạch được không ít. Bộ lạc Hắc Lân chủ động đến giao lưu, vốn dĩ là có mục đích, lý do thương ấp dễ dàng đồng ý như vậy, không gì khác ngoài việc dựa vào ưu thế của bộ lạc mình. Bất kể thủ lĩnh của bọn họ có mục đích gì, thương ấp rất chắc chắn trong số thú nhân đi cùng, nhất định sẽ có người bị thu hút. Cho dù không dụ dỗ được giống cái, thì dụ dỗ một số giống được trẻ tuổi, khỏe mạnh gia nhập bộ lạc cũng tốt. Anh đồng ý buổi giao lưu này cũng chỉ vì điều này. Vì tin tưởng vào ưu thế của bộ lạc mình, cho dù có giống được thích giống cái của bộ lạc Hắc Lân, khả năng bọn họ bất chấp tất cả chạy đến bộ lạc đó cũng không cao, tổn thất này rất nhỏ. Giống được chắc chắn sẽ dụ dỗ giống cái đến bộ lạc mình. Sau đó, Úc Nhiên mới biết, sau khi buổi giao lưu đó kết thúc chóng vánh, có hai giống cái của bộ lạc Hắc Lân ở lại, còn có hơn 10 giống được. Thu hoạch này rất lớn. Để đề phòng những thú nhân ở lại đó có phải do bộ lạc Hắc Lân cố tình sắp xếp hay không, những ngày này, cả bộ lạc Ám Diễm đều đang theo dõi bọn họ. Sau khi xác nhận bọn họ không có hành động bất thường nào, làm việc cũng rất chăm chỉ, đúng là vì giống cái của bộ lạc mà đến, mọi người mới hơi yên tâm. Ngày tháng lại trôi qua một cách bình yên, nhàm chán, Úc Nhiên mỗi ngày ăn uống, ngủ nghỉ, chớp mắt bụng đã được 5 tháng. Hôm đó, sau khi ăn sáng xong, thương ấp bế cô xuống lầu. Vừa đến cửa tháp nhỏ, Cổ Cát đã nhào tới ôm chân thương ấp. Thương ấp khựng lại, lập tức rụt tay nằm ề. Lúc này Cổ Cát đang ở dạng thú. Một con công trắng nhào đến bên cạnh thương ấp, dùng cánh ôm lấy chân anh. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Úc Nhiên không thể tin nổi. Lại làm sao vậy? Cổ Cát ngẩng đầu nhìn thương ấp với vẻ mặt lạnh lùng, đáng thương nói, thương ấp, thủ lĩnh của tôi, anh hãy đồng ý với tôi đi. Úc Nhiên nhìn dáng vẻ đáng thương của anh ta, khóe miệng giật giật. Thương ấp cúi đầu nhìn cô đang được anh ôm trong lòng, giải thích, mấy ngày nay anh ta cứ làm phiền tôi, muốn tôi đồng ý việc mở rộng bộ lạc. Tại sao? Trước đây thương ấp đã nói, Cổ Cát chê phòng ở quá nhỏ, lúc anh ta muốn thân mật với Bách Y thì không muốn bạn đời của cô ấy ở ngay bên cạnh. An Tắc liền sắp xếp lại phòng cho bọn họ, đập thông mấy phòng thành một căn hộ để ở. Hình như con công lớn này vẫn chưa hài lòng, gần đây lại làm phiền thương ấp để mở rộng bộ lạc. Cổ Cát nhìn Úc Nhiên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lập tức nói, Úc Nhiên, em hiểu anh mà, anh biết em hiểu anh mà. Úc Nhiên, không, tôi không hiểu, tôi cái gì cũng không hiểu. Cổ Cát, trước đây anh đã nói, anh cũng muốn giống như hai người, chỉ có hai người, anh cũng muốn tìm một giống cái chỉ có một mình anh làm bạn đời. Nhưng, một khi động dục, có một số tình huống rất khó kiểm soát. Điều này, Úc Nhiên gật đầu đồng tình, điều này em có thể hiểu, anh và Bách Y rất xứng đôi, tình cảm là thứ một khi đã đến, thì không thể nào ngăn cản được. Bất kể tiêu chuẩn chọn bạn đời lúc trước là gì, một khi đã rung động, thì những yêu cầu đó đều là phù du. Cổ Cát rất cảm động vì Úc Nhiên hiểu anh ta buồn bã nói, anh cũng không phải là bài xích mấy bạn đời của Bách Y. Chỉ là lúc anh và Bách Y ở bên nhau, bọn họ cứ lượn lờ bên cạnh, anh thấy phiền chết đi được. Anh muốn ở riêng. Anh muốn thủ lĩnh mở rộng bộ lạc, để bọn họ ở riêng, để Bách Y thay phiên ở cùng chúng ta. Anh muốn sống những ngày tháng ngọt ngào chỉ có anh và Bách Y. Úc Nhiên hiểu được mong muốn mà anh ta đã kìm nén bấy lâu nay. Nguyên nhân ồn ào náo nhiệt mấy tháng trời muốn mở rộng bộ lạc lại là vì thế này. Úc Nhiên nhìn thương ấp với vẻ mặt không cảm xúc, thăm dò hỏi, anh có hiểu ý của anh ta không? Cao lớn khẽ hừ một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai, hiểu, nhưng Bách Y không phải là em, khả năng tự lập không mạnh. Hôm nay bạn đời này, ngày mai bạn đời kia, thay phiên nhau sống chung như vậy, chưa chắc đã chăm sóc Bách Y tốt. Cổ Cát vội vàng giải thích, mấy người họ có chăm sóc tốt hay không, anh không quan tâm, dù sao anh có thể chăm sóc tốt, anh muốn sắp xếp như vậy. Thương ấp nhướng mày, nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu, chuyện mở rộng bộ lạc, anh đừng hòng. Cổ Cát vẫn cố chấp, nhìn Úc Nhiên với ánh mắt đầy mong đợi. Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra không cần mở rộng bộ lạc. Anh có thể sắp xếp như thế này. Không phải trên đảo có ổ công của anh sao, khi nào anh muốn sống thế giới hai người với Bách Y, thì anh dẫn Bách Y đến ổ công, nói với mấy bạn đời khác của cô ấy,
bảo họ đừng đi theo. Trên đảo, ngoài lão nhị lên núi hái thuốc ra, thì rất ít thú nhân đến đó hoạt động, hơn nữa ở đó cũng không có nguy hiểm gì, hai người có thể thoải mái chơi đùa trên núi. Cổ Cát không vui, trước đây anh cũng đã làm như vậy rồi, bọn họ sợ anh chăm sóc Bách Y không tốt, vẫn đi theo lên núi. Thương Ấp mất kiên nhẫn nói, khi nào anh muốn dẫn Bách Y lên núi ở, thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp cho bạn đời của cô ấy đi làm việc khác trước. Úc Nhiên dùng ánh mắt khen ngợi anh, việc này hoàn toàn có thể làm được. Cổ Cát nghe thấy vậy, liền vui mừng. Tuyệt quá, vậy anh không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục đi dạo, anh ta vui vẻ quay người bay đi. Đến đột ngột, đi cũng dứt khoát. Cổ Cát một mình chăm sóc Bách Y trong bộ lạc và một mình chăm sóc Bách Y trên núi là hai tình huống khác nhau. Úc Nhiên mỉm cười. Trên núi không có thú nhân khác, nếu Cổ Cát sơ ý một chút rất dễ khiến Bách Y bị thương, bạn đời của cô ấy đương nhiên không yên tâm. Thương Ấp gật đầu, đợi Cổ Cát muốn dẫn Bách Y lên núi ở, anh sẽ sắp xếp cho bạn đời của cô ấy đi làm việc khác trước. Họ rời khỏi bộ lạc rồi, Cổ Cát và Bách Y ở lại bộ lạc cũng được, trong nhà chỉ còn lại hai người họ. Con công lớn đó muốn không gì khác ngoài thế giới hai người. Vậy chúng ta cũng đi hưởng thế giới hai người. Cô nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt Thương Ấp lóe lên, nhìn cô với ánh mắt nồng nàn, dịu dàng. Ngay sau đó, anh nghe thấy cô nói, chúng ta đến biển đi, tìm Ái Lạp chơi. Ánh mắt vui mừng trong mắt anh như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh toát. Đúng vậy, không sai. Hai người họ đi, đi dạo một vòng, hưởng thế giới hai người, sau đó lại đi tìm Ái Lạp. Thương Ấp nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn không nói gì, liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy năng lượng của cô, lặng lẽ mở kênh xoáy nước, đưa cô đến biển. Hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi, khi tầm nhìn rõ ràng, vào mắt là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Bên biển vừa đúng lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn dịu dàng, tươi đẹp. Không còn mưa bão như trước, biển lúc này rất yên bình. Úc Nhiên nhìn hoàng hôn trên trời, ánh mắt lấp lánh. Đẹp quá, có phải anh biết hôm nay trời đẹp nên mới dễ dàng dẫn em đến đây không? Cô vui vẻ hỏi. Ở sa mạc Chi Hải chỉ có ngày đêm tẻ nhạt, thỉnh thoảng trên bầu trời đêm có vài ngôi sao, nhưng không có hoàng hôn rực rỡ, xinh đẹp như vậy. Thương Ấp nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, trong mắt lóe lên ý cười. Ừ, mấy hôm nay thời tiết trên biển đều khá tốt. Chỉ là mấy hôm trước Úc Nhiên luôn uể oải, nên anh không nói. Đã có hứng thú như vậy thì đến đây đi dạo một chút. Anh dẫn em đi dạo, đã lâu rồi em không được nhìn thấy biển và hoàng hôn đẹp như vậy. Úc Nhiên rất vui vẻ. Ăn sáng xong ra ngoài đi dạo, trực tiếp đến biển ngắm hoàng hôn, lịch trình này cũng được đấy chứ. Thương Ấp nhẹ nhàng đặt cô xuống một tảng đá bằng phẳng bên cạnh, anh biến thành thú, cõng cô trên lưng, bắt đầu đi dạo dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, lãng mạn này. Bọn họ đi dạo dọc theo khu vực đá ngầm xung quanh hòn đảo. Úc Nhiên thả mấy con vật nhỏ như rùa gỗ ra ngoài hoạt động, bảo chúng sau khi chơi đùa thỏa thích thì quay lại tìm cô. Đây là đặc điểm của sinh vật biến dị được hệ thống cường hóa, có thể tự động tìm kiếm chủ nhân. Dù cô đến hòn đảo nào, chúng cũng có thể tìm thấy. Bây giờ bụng lớn, không tiện hoạt động ở khu vực đá ngầm, mỗi lần bỏ lỡ hải sản mắc cạn trong hố đá, Úc Nhiên đều thấy tiếc nuối. Phía trước có hơi thở của thú nhân, Thương Ấp cũng không dừng lại vì hải sản đó. Anh nhìn về phía xa, nói. Úc Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước, gần biển sẽ không có thú nhân sinh sống, cô không nhìn thấy thú nhân. Chỉ cần không phải người cá thù địch là được. Thương Ấp thản nhiên đáp, nếu gặp người cá, chúng ta sẽ trực tiếp trở về sa mạc Chi Hải. Dẫn cô theo không tiện đánh nhau, chỉ có thể tránh trước. Thương Ấp lần theo hơi thở còn sót lại ở khu vực đá ngầm, đi thẳng đến một bãi biển. Nhìn thấy bãi cát đầy dây dưa hấu và những quả dưa hấu to tròn nằm lăn lóc giữa những tán lá. Úc Nhiên kinh ngạc xê. Úc Nhiên mơ hồ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bãi biển bên dưới. Cô thăm dò hỏi, đây là hòn đảo mà Ái Lạp sống sao? Cô đã lâu không đến đây, tình hình ở đây đã thay đổi rất nhiều. Nhưng bãi biển ấm áp, còn có dưa hấu trồng trên bãi biển, rất giống hòn đảo mà Ái Lạp sống. Thương Ấp nhìn xung quanh, ánh mắt tối sầm lại. Là hòn đảo bọn họ sống, nhưng tình hình có vẻ không ổn. Úc Nhiên không nhận thấy điểm bất thường mà Thương Ấp nói. Trên đường đi, họ không nhìn thấy thú nhân nào. Dưa hấu đó có vấn đề, cô lại phát hiện ra dưa hấu không bình thường. Dưa hấu khắp nơi đều đã chín, có thể hái, nhưng không ai hái. Hơn nữa một số dây lá bị cắt phủ lên, trông rất lộn xộn, như thể đã lâu không ai chăm sóc. Dưa hấu đã chín, không thể nào không có thú nhân đến hái, trừ khi họ gặp chuyện gì đó. Trước đây, dù thời tiết xấu, không tiện ra ngoài, nhưng hai ngày nay trời đã quang đãng, hoàn toàn có thời gian để hái. Thương Ấp dẫn Úc Nhiên đến gần những quả dưa hấu đó, nhìn thấy rõ ràng trên quả dưa hấu có những đốm đen. Cũng không giống như bị ngâm nước mưa quá nhiều nên bị thối, Úc Nhiên cẩn thận quan sát rồi nói. Dưới bãi biển có đá lửa liên tục tỏa ra nhiệt độ,
bãi biển luôn khô ráo, còn có khả năng hút nước, không thể nào do nước mưa tích tụ quá nhiều khiến dưa hấu bị hỏng. Những đốm đen đó rất đặc biệt, nhìn thì chỉ là những đốm đen loang lổ trên vỏ, nhỏ và nhiều. Thương Ấp hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, giống như bị ô nhiễm, mùi tỏa ra không bình thường. Úc Nhiên vội vàng nói, tìm Ái Lạp, bọn họ chắc chắn cũng gặp chuyện gì rồi. Nếu dưa hấu bị ô nhiễm, bọn họ nhất định sẽ dọn sạch, trồng lại. Dưa hấu bị ô nhiễm không ai chăm sóc, trên bãi biển cũng không có dấu vết hoạt động của thú nhân. Rất có thể thú nhân sống trên hòn đảo này cũng đã gặp chuyện gì đó. Nhưng Thương Ấp lại dừng bước, không di chuyển. Úc Nhiên khó hiểu nhìn anh, sao vậy? Thương Ấp quay đầu nhìn cô, nói, không chỉ là dưa hấu này, không khí trên toàn bộ hòn đảo đều không tốt lắm. Anh đưa em về trước, sau đó anh sẽ đi tìm Hoài Đặc. Đã đến đây rồi, nhà Ái Lạp cách bãi biển này không xa. Nếu anh lo không khí ở đây ảnh hưởng đến sức khỏe của em, thì anh hãy dùng kết giới bảo vệ em. Vừa dứt lời, Thương Ấp liền dùng kết giới, sau đó mới đưa cô đến nhà Hoài Đặc. Úc Nhiên không nhạy bén như cáo lớn, cô không ngửi thấy mùi gì trong không khí. Chỉ là khi đến gần những quả dưa hấu bị hỏng, cô hơi ngửi thấy mùi, đó là mùi tỏa ra từ vỏ dưa hấu bị thâm đen, thoang thoảng, không nồng. Mùi đó, Úc Nhiên không diễn tả được, không phải là mùi trái cây bị thối do để lâu. Rất nhanh, bọn họ đã đến khu vực thú nhân sinh sống. Nhìn thấy những ngôi nhà gỗ, nhà đá, còn có thú nhân đang hoạt động, Úc Nhiên hơi yên tâm. Họ đến ngôi nhà của Ái Lạp, tầng 1 nhà cô ấy được xây bằng đá, tầng 2 được xây bằng gỗ. Lúc này, Hoài Đặc và mấy giống đực khác đang đứng ở cửa, cau mày nói gì đó. Thấy hai người họ đến, vẻ mặt họ đều hiện lên vẻ vui mừng. Úc Nhiên, tôi đang định đến sa mạc Chi Hải tìm hai người giúp đỡ. Thương Ấp trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đã nói là giúp đỡ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Hoài Đặc ngày thường tràn đầy năng lượng, lúc này lại tiều tụy, anh ta buồn bã nói. Mưa bão liên tục trên biển khiến môi trường trở nên rất tệ, không biết ô nhiễm xuất hiện từ đâu, khiến vùng biển này bây giờ rất tệ. Rất nhiều thực vật bị bệnh, chết, giống cái và thú con mỗi ngày đều có người bị bệnh. Mấy vu y chúng tôi đã kiểm tra, cũng đã dùng thuốc, nhưng tình trạng của mọi người vẫn cứ tái đi tái lại. Sáng nay, có một giống cái chết, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Ái Lạp mỗi ngày đều ho, tinh thần lúc tốt lúc xấu, ăn uống cũng kém đi, ngày nào cũng nằm bẹp trên giường. Thương Ấp nhướng mày, bị ô nhiễm ở đâu, tình hình của người cá thế nào? Hoài Đặc, không rõ là ở đâu, bây giờ chỉ có thể chắc chắn là ở trên biển. Tạp lý khác mỗi ngày đều dẫn người cá đi tìm nguồn ô nhiễm. Thương Ấp không nói gì nữa, anh nằm xuống, dùng 9 cái đuôi cẩn thận bảo vệ Úc Nhiên xuống khỏi lưng. Hoài Đặc trước đó không chú ý, bây giờ thấy Úc Nhiên xuống, phát hiện ra bụng cô đã lớn, đều ngẩn người. Úc Nhiên, em mang thai rồi à, vậy thì em đừng ở đây lâu quá, Ona nói thẳng. Hoài Đặc nhìn chằm chằm vào bụng cô với ánh mắt sâu xa, vẻ mặt nghiêm trọng, là giống cái. Úc Nhiên đang định lên tiếng thì giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của An Tắc, tìm kiếm nguồn ô nhiễm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho An Tắc gấp đôi tốc độ hấp thụ năng lượng của trang bị. Thưởng cho ký chủ 1.000 khối đá xây dựng. Chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của lão nhị, chữa bệnh cho thú nhân bị bệnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho lão nhị 500 phần dược liệu ngẫu nhiên. Thưởng cho ký chủ 100.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ nuôi dưỡng của lão đại và lão nhị đã xuất hiện. Úc Nhiên nghe thấy tiếng ho khó chịu của Ái Lạp trong phòng. Cô theo bản năng bước chân vào, nhưng ngay sau đó đã bị mấy giống đực bên cạnh chặn lại. Thương Ấp càng nắm chặt tay cô, ngăn cản cô. Úc Nhiên, em đừng vào đó, em không biết tình trạng của mình sao, ngoan ngoãn một chút. Hoài Đặc với tư cách là bạn bè và vu y, không muốn Úc Nhiên vào phòng phía sau bọn họ. Cho dù trong đó là bạn đời của anh ta. Thấy bọn họ kiên quyết như vậy, Úc Nhiên từ bỏ ý định vào phòng xem Ái Lạp. Cô nói, chuyện này mà không gọi đám nhỏ đến thì có vẻ không ổn lắm. Vậy, là em quay về tìm đám nhỏ, hay là mọi người tạm thời chuyển đến bộ lạc chúng ta? Hoài Đặc suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ không thể chắc chắn thú nhân bị bệnh có lây nhiễm hay không, nên không đến bộ lạc các em nữa, nhỡ đâu lây nhiễm, sẽ lây cho tất cả mọi người. Ô nhiễm không khí không ảnh hưởng nhiều đến giống đực, chỉ là giống cái và thú con nhỏ tuổi bị bệnh nhiều hơn. Mượn vu y của bộ lạc các em một chút, còn có thú nhân có khả năng thanh lọc. Cho dù không thể thanh lọc toàn bộ biển, cũng có thể thanh lọc không khí bị ô nhiễm trên hòn đảo này. Úc Nhiên gật đầu, vừa nãy chúng tôi đi từ bãi biển đến đây, thấy dưa hấu đã bị ô nhiễm. Để đề phòng, mọi người đừng ăn thức ăn thu thập được bên ngoài, thức ăn tươi, chúng tôi sẽ sắp xếp, đến lúc đó thú nhân sống trên đảo sẽ chia nhau. Bao gồm cả nguồn nước, đã ô nhiễm không khí, thì rất có thể thức ăn cũng bị ô nhiễm, giống cái ăn những thức ăn đó chắc chắn sẽ bị bệnh. Hoài Đặc gật đầu. Mọi người đợi tôi một chút, tôi đưa Úc Nhiên về trước.
Thương Ấp nói xong, mở kênh xoáy nước, bế Úc Nhiên đi vào. Muốn vợ tự mình về bộ lạc là điều không thể, dù chỉ là vài bước chân, anh cũng phải tự mình đưa đón. Trở về bộ lạc, lúc Úc Nhiên đang tìm lão đại và lão nhị, Thương Ấp gọi Á Sắt và những người khác, chuẩn bị đến biển. Còn dẫn theo Vu Y duy nhất của bộ lạc, Vân Kỳ. Lúc đi ngang qua ổ gà, Thương Ấp nhìn gà biến dị đang ngủ gật trong ổ, dừng bước. Cục cưng, cùng đi biển nào. Gà biến dị đang ngủ gật bỗng nhiên mở mắt, nhanh chóng từ trong ổ đi ra. Thương Ấp quay đầu lại nói với Tương Dương đang nhìn đàn vịt chạy nhảy trong bộ lạc bên cạnh. Vịt con không còn đáng yêu như trước nữa, bây giờ chúng béo tốt, hấp dẫn, đúng chuẩn thức ăn có thể đem đi chế biến bất cứ lúc nào. Tương Dương nhìn chằm chằm vào chúng, thèm nhỏ dãi. Tương Dương, lát nữa chúng ta có việc phải đến biển, ta dẫn cục cưng đi, trước khi chúng ta trở về, các con cố gắng ở lại trong bộ lạc, anh dặn dò. Việc canh gác bộ lạc anh sẽ sắp xếp thú nhân tăng cường. Nhưng bên cạnh Úc Nhiên, việc bảo vệ cận vệ vẫn phải dựa vào đám nhỏ này. Tương Dương thu hồi ánh mắt thèm thuồng nhìn đàn vịt, nhìn Thương Ấp, không chút do dự gật đầu, con biết rồi. Bên này, An Tắc và lão nhị được gọi đến, cô sắp xếp nhiệm vụ. Lão nhị giỏi luyện thuốc, dị năng hệ mộc cũng có thể giúp ích một chút trong việc thanh lọc không khí. Đến lúc đó nó và Vân Kỳ sẽ phối hợp, một người khám bệnh, một người bốc thuốc, đúng là cặp bài trùng. An Tắc cần phải điều tra nguồn ô nhiễm, khi thực hiện nhiệm vụ này, rất có thể sẽ đối đầu với người cá, sẽ có chút nguy hiểm. Sau khi nhận được nhiệm vụ, hai người họ không hề phản đối. Vậy còn con, An Tắc vẫn luôn chờ đợi nhiệm vụ của mình, xác định mẹ không sắp xếp nhiệm vụ cho mình, không khỏi đau lòng. Con, Úc Nhiên nhìn nó, do dự, lão Tam không có nhiệm vụ nuôi dưỡng. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, con phụ trách phân phối thức ăn, rất nhiều thức ăn bên đó đã bị ô nhiễm, muốn tìm thức ăn tươi có lẽ phải đến đất liền. Mẹ sẽ chuyển một lượng lớn thức ăn vào không gian trồng trọt, con xem xét rồi phân phối, ưu tiên phân phối cho Ái Lạp. Sau khi nhận được nhiệm vụ, tâm trạng không vui của An Tắc dịu đi, con biết rồi mẹ. Úc Nhiên lại nói, mấy đứa nhỏ còn lại đều ở nhà, không được đến đó. Lý Hách khó hiểu hỏi, không sắp xếp cho Mạch Nhĩ sao? Úc Nhiên nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của Mạch Nhĩ, kiên quyết nói, biển đã bị ô nhiễm, rất nhiều giống cái và thú con bị bệnh, mẹ không muốn con đến biển hoạt động vào lúc này. Cô không muốn nó cũng bị bệnh. Tuy trong lòng Mạch Nhĩ có chút thất vọng, nhưng nó biết Úc Nhiên đang lo lắng cho nó, là vì bảo vệ nó nên mới không cho nó đến biển. Nó cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, vâng, con không đi. Dừng một chút, nó lại nói, nếu cần con giúp đỡ, mẹ cứ việc nói. Úc Nhiên mỉm cười, được. Thương Ấp đến xem ba con cáo con đã chuẩn bị xong, mở kênh xoáy nước, dẫn mọi người đi qua. Úc Nhiên dựa vào ổ cỏ trên bàn gỗ, mở không gian ra xem thức ăn, chuyển một số thức ăn vào không gian trồng trọt, để tiện cho An Tắc sắp xếp. Trên hòn đảo mà Hoài Đặc sống, có rất nhiều thú nhân sinh sống, còn có thú nhân trên những hòn đảo khác. Số lượng thú nhân cụ thể, cũng như số lượng thức ăn cần thiết, Úc Nhiên không dễ ước lượng. Nhiều hòn đảo, nhiều thú nhân như vậy, bây giờ biển bị ô nhiễm nghiêm trọng, nếu mọi người biết bên họ có thức ăn tươi, chắc chắn sẽ tụ tập đến. Đối với những thú nhân không thù địch, dù là cáo lớn hay cáo con, đều sẽ đưa thức ăn cho họ. Lượng thức ăn tiêu thụ bên biển, Úc Nhiên hoàn toàn không nắm chắc, chỉ có thể thỉnh thoảng chú ý đến lượng thức ăn tiêu thụ trong không gian, chuẩn bị bổ sung kịp thời. Nguồn nước thì không cần lo lắng, có thú nhân có dị năng hệ thủy dùng dị năng là có thể có nước sạch. Ở biển, nguồn nước mà thú nhân sử dụng cơ bản đều là do thú nhân dùng dị năng tạo ra. Cũng có một số ít là nước mưa được thu thập và lọc. Bây giờ, giống cái và thú con nhỏ tuổi có thể chất yếu, khi đối mặt với ô nhiễm không khí và ô nhiễm thực phẩm, đều bị bệnh. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, không rõ nguồn gốc bệnh tật là gì, cẩn thận thì cắt đứt nguồn thức ăn từ biển là cách làm đúng đắn nhất. Bên biển sắp tối rồi, không biết cáo lớn có thể điều tra được gì không. Ô nhiễm biển không phải là chuyện đùa, sa mạc Chi Hải nằm ẩn mình ở một vùng biển khác. Nếu ô nhiễm biển lan rộng đến đây, một khi thần sa mạc mở không gian đưa nước biển và hải sản vào, thì thú nhân sống ở sa mạc Chi Hải cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này bọn họ có thể nhúng tay vào thì nhất định phải nhúng tay vào, điều tra rõ ràng mới yên tâm. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Cho dù thần sa mạc có thể thanh lọc nước biển bị ô nhiễm, cũng không thể xử lý triệt để ô nhiễm lần này. Sa mạc Chi Hải không thể quản chuyện của những vùng biển khác. Chỉ là không biết ô nhiễm biển lần này có liên quan gì đến chuyện của mẹ người cá hay không. Trước đây, biển được sức mạnh bảo vệ của mẹ người cá che chở. Sau khi bà ta chết, biển mất đi sự che chở của sức mạnh, đã náo loạn một thời gian. Úc Nhiên nghĩ, tốt nhất là không liên quan gì đến mẹ người cá. Bà ta đã chết lâu như vậy rồi, thỉnh thoảng lại khiến cô nhớ đến, thật sự không thoải mái chút nào. Biển không có mẹ người cá che chở, biến động khôn lường,
Nếu có thứ gì đó nhân cơ hội này mà quậy phá, cũng là điều dễ hiểu. Cô không dám xem thường sinh vật biển. Cô đột nhiên nhớ ra, lúc cáo lớn bọn họ đi qua, cô quên nhắc nhở chuyện của rùa gỗ. Cô lo lắng, kiểm tra không gian trồng trọt mấy lần, xác nhận rùa gỗ không bị thả ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong số những sinh vật biến dị được nuôi bấy lâu nay, chỉ có tảo biển độc có khả năng giải độc và thanh lọc. Úc Nhiên xem hệ thống, tảo biển độc được trồng ở vùng ngoài lãnh thổ người cá đã phóng thích sức mạnh thanh lọc để bảo vệ lãnh thổ người cá khỏi sự xâm nhập của ô nhiễm trong nước biển. Cô cũng không quản tảo biển độc nữa, đóng hệ thống lại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Tảo biển độc sinh sôi nhanh, sau mấy tháng, đã lan rộng khắp đáy biển. Nhưng ô nhiễm biển nghiêm trọng, chỉ dựa vào tảo biển độc để thanh lọc thì không thể nào giúp biển thoát khỏi ô nhiễm. Chỉ có tìm được nguồn ô nhiễm mới có thể giải quyết tận gốc. Bên biển sắp tối rồi, Úc Nhiên tạm thời không định đến đó xem náo nhiệt, nếu không chắc chắn sẽ bị cáo lớn đuổi về, cô ngoan ngoãn ở lại bộ lạc. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, giọng nói của hệ thống đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Nhìn căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ ngọn lửa của mấy viên đá lửa ở góc tường, Úc Nhiên có chút mơ màng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng của An Tắc, tìm kiếm nguồn ô nhiễm. Thưởng cho An Tắc gấp đôi tốc độ hấp thụ năng lượng của trang bị. Thưởng cho ký chủ 1.000 khối đá xây dựng, đã điều tra rõ ràng rồi sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn chưa có ánh sáng, theo bản năng hỏi. Tốc độ này khiến Úc Nhiên rất bất ngờ. Bạch Túc đang canh gác ở ngoài cửa dùng đầu húc cửa mở, thò đầu vào, khó hiểu hỏi, em đang nói gì vậy? Úc Nhiên bình tĩnh đáp, không có gì, ngủ mơ thôi. Bên biển có tin tức gì không? Em đột nhiên không ngủ được, còn tự nói chuyện một mình là vì lo lắng cho tình hình bên biển sao? Hổ con buồn bực nói. Úc Nhiên nhướng mày, em ngủ đủ rồi không được sao? Bạch Túc ú ớ không nói gì. Im lặng vài giây, nó nói, thú biết bay của bộ lạc đã ra ngoài giúp đỡ. Theo lời của thú nhân trở về, thủ lĩnh và thủ lĩnh của người cá đã liên thủ điều tra trên biển. Lão nhị giúp chữa bệnh, đưa thức ăn tươi đến. Chỉ có vậy, không có tin tức gì khác. Nếu bên biển có tin tức gì, thú nhân ra ngoài mang tin tức về, chắc chắn sẽ báo cáo cho tháp nhỏ trước. Cho đến nay, vẫn chưa có động tĩnh gì. Úc Nhiên hiểu rồi. Nếu thương ấp và tạp lý khác liên thủ điều tra nguồn ô nhiễm, An Tắc chắc chắn sẽ đi theo họ. Không ngờ lại nhanh chóng tìm được nguồn ô nhiễm như vậy. Con trai, con tìm người đỡ mẹ dậy. Úc Nhiên nằm trên giường, nói với vẻ mặt bất lực. Bây giờ bụng đã lớn hơn một vòng, cô không thể tự mình dậy được. Những đêm thương ấp không ở đây, may mà cô không có thói quen dậy đêm. Nếu không, người canh gác ở ngoài cửa là Bạch Túc hoặc Liệt Nhất, lại phải tìm Lý Hách hoặc Tư Hạ đến đỡ cô dậy. Nghe thấy lời của cô, Bạch Túc quay người xuống lầu xem có ai nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy không. Trời vẫn chưa sáng, nó thấy Úc Nhiên vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa, nên lúc thấy cô tỉnh dậy, nó không hỏi cô có muốn tìm Lý Hách hay không. Bây giờ, cô muốn dậy, nó phải đi tìm người. Đây là sự bất tiện của việc thú con vị thành niên chưa có hình người. Lúc nó chạy xuống, Tư Hạ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp nhỏ đi ra. Lúc Bạch Túc nói chuyện với Úc Nhiên, nó đã biết Úc Nhiên tỉnh rồi, nó cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị lúc Úc Nhiên dậy thì sẽ lên giúp đỡ. Bạch Túc dừng bước ở tầng 3, nhìn con sói trắng lớn đang nằm ở cửa phòng đối ni, rồi nhìn Tư Hạ đang chậm rãi đi lên, chưa đợi nó lên tiếng giải thích, hai người bọn họ đều đã hiểu. Lý Hách đứng dậy đi ra, nó và Tư Hạ nhìn nhau, sau đó rất ăn ý, một người lên lầu, một người xuống lầu. Tư Hạ lên lầu chăm sóc Úc Nhiên, Lý Hách xuống lầu trông coi thức ăn đang được nấu trong nồi. Sự ăn ý này khiến Bạch Túc ngẩn người, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng ồ, rồi đi theo lên lầu. Úc Nhiên được Tư Hạ đỡ dậy, xuống lầu rửa mặt, ăn chút gì đó trong bếp nhỏ. Cô đứng ở cầu thang, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, nói, em phải đến biển xem tình hình thế nào. Ngay sau đó, cái đầu báo của Tương Dương thò vào từ cửa bên dưới, cười toe toét, Úc Nhiên, dẫn con theo với, con cũng muốn đến biển chơi. Đối với thú con sinh ra và lớn lên ở sa mạc Chi Hải, chúng rất khao khát thế giới bên ngoài. Nhất là thú con đã thức tỉnh dị năng, có sức mạnh lớn hơn, hoàn cảnh xa lạ khiến chúng càng thêm phấn khích. A Mặc Tây Lâm vẫn luôn nằm ở cửa như thần giữ cửa, không nhịn được mà nói, cho dù ngươi đã thức tỉnh dị năng, sức chiến đấu mạnh mẽ, thì với thân hình nhỏ bé đó của ngươi, làm sao cõng Úc Nhiên được, ngay cả đỡ cũng khó. Tương Dương đang tươi cười, mong đợi, không vui chừng mắt nhìn nó, sau đó lao đến đánh nhau. A Mặc Tây Lâm cũng không chịu yếu thế, hung dữ phản kích, nhưng hai đứa giao chiến, thành công cũng vì dị năng, thất bại cũng vì dị năng. A Mặc Tây Lâm không có dị năng, sau vài chiêu đã bị Tương Dương đè xuống đất, không thể động đậy. Úc Nhiên nhìn cái đuôi nhỏ đang giãy giụa, trong lòng bất lực. Quá đáng, Bạch Túc đứng bên cạnh tức giận gầm lên, xông xuống lầu giúp A Mặc Tây Lâm, Liệt Nhất cũng không biết từ đâu xuất hiện,
cùng nhau gia nhập đội ngũ, vây đánh Tương Dương. Tình hình chiến đấu được làm mới. Ba đánh một ngay từ đầu. Cứ như vậy, tiếng đánh nhau của đám nhỏ như tín hiệu báo thức buổi sáng, đánh thức thú nhân, bộ lạc yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt. Nếu em muốn đến biển, anh sẽ đưa em đi, Tư Hạ ở lại bộ lạc, anh cõng em sẽ vững hơn. Lý Hách đi đến sau lưng Úc Nhiên, nói. Úc Nhiên thu hồi sự chú ý từ đám nhỏ đang đánh nhau, cô quay người nhìn nó, nói, được, xuất phát ngay bây giờ. Ừ, Lý Hách là sói, Tư Hạ là thỏ, nếu hoạt động ở nơi bằng phẳng thì không khác gì nhau, tốc độ của Tư Hạ cũng không chậm. Nhưng nếu hoạt động trên biển, nhất là ở khu vực đá ngầm gồ ghề, thì hình dạng sói của Lý Hách sẽ vững vàng hơn. Trong đám nhỏ ở nhà, người có thể cõng cô chỉ có Lý Hách và Tư Hạ. Thương ấp và gà biến dị đều không sai khiến được, cô muốn đến biển phải chọn một trong hai người Lý Hách và Tư Hạ. Ý của Lý Hách cũng là đang nhắc nhở cô, đừng hòng tự mình đến biển. Là Lý Hách hay Tư Hạ, đối với Úc Nhiên mà nói thì không quan trọng, cô không kén chọn, chỉ cần có người đi cùng là được. Ra khỏi tháp nhỏ, nhìn đám nhỏ vẫn đang đánh nhau, Úc Nhiên nói, thôi, đừng đánh nữa, Tương Dương đi theo. Nghe vậy, đám nhỏ đang đánh nhau lập tức dừng lại, sau đó nhanh chóng tách ra. Lời nói của Úc Nhiên còn hiệu quả hơn cả mệnh lệnh của Thương ấp. Tương Dương bước những bước chân nhẹ nhàng về phía Úc Nhiên, cả người vui vẻ vô cùng. Sau khi mở kênh xoáy nước, Úc Nhiên tùy ý nhìn xung quanh bộ lạc, ánh mắt dừng lại trên người con hạc xám im lặng, không chút tồn tại ở xa xa. Úc Nhiên có ấn tượng với đứa nhỏ đó, là thú con gia nhập bộ lạc cùng với Tương Dương. Trong đám thú con đó, thú con thức tỉnh dị năng là Tương Dương và nó, Lam Du, thú nhân của tộc Lam Hạc. Chỉ là màu lông bị biến dị, không phải là màu xanh đậm của tộc Lam Hạc, mà là màu xám. Cũng vì vậy mà bị bộ lạc ruồng bỏ, lang thang bên ngoài. Vì trải nghiệm này, nó đã thức tỉnh dị năng trong nghịch cảnh, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhận thấy ánh mắt của Úc Nhiên, Lam Du cứng người, rất căng thẳng. Lam Du có muốn đi cùng không? Úc Nhiên hỏi. Lam Du được gọi tên, mở to mắt nhìn cô với vẻ mặt khó tin. Hệ thống, độ hảo cảm của Lam Du tăng lên, ký chủ cố lên. Úc Nhiên, đứa nhỏ này. Thấy Lam Du ngây người không nói gì, Tương Dương có chút mất kiên nhẫn. Nó chạy đến cắn cánh Lam Du, kéo nó lại. Đừng lề mề nữa, chúng ta đã thức tỉnh dị năng, ô nhiễm biển sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, sợ gì chứ? Tương Dương sốt ruột nói, kênh xoáy nước đã mở, sắp được đến biển chơi rồi. Lam Du theo bản năng đáp, không sợ. Vậy thì mau đi thôi, Tương Dương dùng người hút Lam Du không kịp đề phòng, bị nó hút vào kênh xoáy nước, hai đứa chúng đi qua trước. Sau đó, Lý Hách đỡ Úc Nhiên đi qua kênh xoáy nước. Buổi sáng ở sa mạc Chi Hải, buổi chiều ở biển. Úc Nhiên cố tình canh thời gian này để đến. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là biển lúc này không quang đãng như hôm qua, cũng không có hoàng hôn tuyệt đẹp. Biển lúc này mây đen bao phủ, không khí ngột ngạt. Không phải là mây đen báo hiệu sắp có bão, mà là sương mù do không khí bị ô nhiễm. Lý Hách sa sầm mặt mày, không chút do dự dùng kết giới bảo vệ cô. Anh đừng căng thẳng, cho dù em đang mang thai, cơ thể em vẫn tốt hơn nhiều so với những giống cái đó. Ô nhiễm này sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể em. Úc Nhiên bình tĩnh nói. Em muốn biết nguồn ô nhiễm ở đâu, thứ gì đã làm ô nhiễm vùng biển này. Lý Hách nhìn cô vài giây, thấy cô kiên quyết như vậy, nó biết mình không thể đưa cô trở về bộ lạc. Kết giới của nó có thể ngăn chặn ô nhiễm trong không khí. Nó không nói gì, hít sâu một hơi, biến thành thú, cõng Úc Nhiên lên. Nó bay trên không, đưa Úc Nhiên đến hòn đảo gần đó có hơi thở của thú nhân. Có hơi thở của Lão Nhị và An Tắc. Sau khi nhận ra hơi thở của hai người họ trong không khí, nó tăng tốc, bay về phía hòn đảo ở xa xa. Nhìn thấy dây dưa hấu trên bãi biển, Úc Nhiên biết họ đã đến hòn đảo mà hoài đặc sống. Lúc này, Lão Nhị đang ôm một quả dưa hấu có đốm đen trên vỏ, ngồi trên bãi biển, cúi đầu chăm chú nghiên cứu. Dưa hấu đã được xử lý, dây dưa hấu vẫn chưa được xử lý. Thầy Lý Hách đưa Úc Nhiên đến, mắt Lão Nhị sáng lên, mẹ, hai người đến rồi. Bọn họ vừa đáp xuống bãi biển, Lam Du đã đưa Tương Dương đáp xuống theo. Lam Du là tộc Lam Hạc, giỏi bay lượn, thức tỉnh dị năng hệ phong, bay trên biển đối với nó không phải chuyện khó. Chúng bay khá cao, nên Úc Nhiên vẫn chưa phát hiện ra. Nguồn ô nhiễm ở đâu? Úc Nhiên xuống khỏi lưng sói, trực tiếp hỏi. Lão Nhị nói, ở vực thẳm tối tăm, tạm thời vẫn chưa biết thứ gì gây ô nhiễm, cha đã xuống dưới điều tra rồi. Vực thẳm tối tăm cách đây rất xa, tin tức cụ thể vẫn chưa chuyển đến. Nhưng hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, điều này chứng tỏ bọn họ đã biết nguồn ô nhiễm là gì. Vực thẳm tối tăm vốn là nơi đặc biệt, xuất hiện thứ gì đó gây ô nhiễm cũng không lạ. Nơi đó vốn dĩ là nơi người cá vứt bỏ người cá nhỏ, là vùng đất chết, là nơi người cá không dễ dàng đặt chân đến. Tạp Lý Khắc khi điều tra nguồn ô nhiễm, bỏ qua vực thẳm tối tăm cũng không có gì lạ. Có thể trước đó,
Trong một ngày một đêm, Thương Ấp và An Tắc tìm kiếm khắp nơi trên biển mà không phát hiện ra gì, liền tập trung vào vực thẳm tối tăm. Dù sao đó cũng là nơi bọn họ phát hiện ra Hạ Thu Thu, là nơi đặc biệt, nhỡ đâu có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Xét theo khoảng cách từ đây đến vực thẳm tối tăm, nếu bây giờ cô xuất phát, đến đó trời cũng đã tối, bị cáo lớn biết được lại bị mắng. Lúc Úc Nhiên đang do dự, phía chân trời xa xa đột nhiên bùng nổ một luồng khí đen phóng thẳng lên trời. Luồng khí đen đó vô cùng nổi bật giữa trời đất âm u này. Cẩn thận, chưa đợi Úc Nhiên kịp phản ứng, Lão Nhị và Lý Hách đã nhanh chóng chắn trước mặt cô, phóng thích dị năng để ngăn chặn năng lượng đang lao tới trong không khí. Năng lượng ập đến trước mắt, Úc Nhiên mới nhìn thấy rõ ràng một luồng sức mạnh vô hình tạo thành sóng lớn, với khí thế kinh thiên động địa, ập đến. Sóng thần dâng cao, bao phủ toàn bộ hòn đảo. May mà thú nhân trên đảo phản ứng nhanh, ồ ạt ra tay, phóng thích dị năng để chống đỡ. Úc Nhiên cau mày nhìn sóng thần đang phủ lên kết giới. Luồng khí đen đó không chỉ phóng thích năng lượng, mà còn có sương mù màu đen. Nước biển đều bị ô nhiễm, nhìn nước biển đầy nguy hiểm, trong lòng cô rất lo lắng. Lão Nhị đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi. Mẹ đừng căng thẳng, mẹ đừng căng thẳng, không sao đâu, sẽ không làm mẹ bị thương, mẹ đừng căng thẳng mà động thai khí. Úc Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, bình tĩnh nói, luồng khí đen đó là gì? Nguồn ô nhiễm, từ vực thẳm tối tăm ập đến, bây giờ ở đây đã có thể nhìn thấy, tình hình ở vực thẳm tối tăm càng nghiêm trọng hơn. Đôi mắt cáo của Lão Nhị không còn vẻ quyến rũ như ngày thường, lúc này chỉ có sự nghiêm túc. Ô nhiễm lan tràn dữ dội như vậy, cách xa như vậy mà vẫn có động tĩnh lớn như thế, có thể tưởng tượng được năng lượng va chạm trực tiếp ở vực thẳm tối tăm đáng sợ đến mức nào. Úc Nhiên nghiêm mặt không nói gì, cô hỏi hệ thống rốt cuộc là chuyện gì. Hệ thống, ký chủ, ở nơi sâu nhất của vực thẳm tối tăm, có thứ gì đó đang ngủ say đã thức tỉnh. Sau khi sức mạnh bảo vệ của mẹ người cá biến mất, thứ đó đang dần dần thức tỉnh. Ô nhiễm biển cũng là do thứ đó gây ra. Ký chủ, nhắc nhở thân thiện, đừng chạm vào thứ đó, nó rất tà ác. Là linh vật mà mẹ người cá mang đến từ dị giới từ rất lâu về trước. Vì hệ thống không khuyên cô chạm vào, nên đương nhiên sẽ không nói rõ đó là thứ gì. Nhìn tình hình này, Úc Nhiên hoàn toàn không còn tâm trạng tò mò như trước nữa. So với việc đó là thứ gì, cô càng lo lắng hơn là cho dù là cáo lớn cũng chưa chắc có thể đánh bại sức mạnh này. Cô theo bản năng sờ bụng mình, lẩm bẩm, ngoan nào, ngoan nào. Nhưng ngay sau đó, bóng tối bao trùm, nước biển bên ngoài kết giới lập tức đen kịt. Hơi thở nguy hiểm khiến đám nhỏ bên cạnh đều xù lông, lần lượt rơi vào trạng thái căng thẳng, sắp sửa sụp đổ. Mẹ, chúng ta về thôi. Lão Nhị một tay nắm lấy Úc Nhiên, một tay mở kênh xoáy nước. Nhưng ngay sau đó, nước biển phá vỡ kết giới, ập đến, mục tiêu là Lão Nhị. Nước biển như có sinh mệnh, đánh thẳng vào bọn họ, đẩy bọn họ ra khỏi Úc Nhiên. Lão Nhị bị nước biển đánh bật ra, Úc Nhiên bị kéo theo, cơ thể loạng choạng. Sắc mặt cô tái nhợt, cố gắng giữ vững cơ thể. Kết giới biến mất, nước biển bao vây lấy cô. Nhưng kỳ lạ là, nước biển không nhấn chìm cô, mà xoay quanh cô, vây khốn cô. Hệ thống, ký chủ cẩn thận, thứ đó đang nhắm vào người. Trong bóng tối mịt mùng, Úc Nhiên mơ hồ nhìn thấy nước biển như rắn đang cuộn tròn quanh mình. Đúng lúc này, bụng cô lại bắt đầu thai máy dữ dội, động tĩnh lớn chưa từng có trong hơn 5 tháng qua. Khiến Úc Nhiên lo lắng không yên, cô sợ lúc nãy tâm trạng mình hơi kích động nên đã ảnh hưởng đến thú con. Mẹ kiếp, mi nghĩ cách gì đi chứ? Cô không nhịn được mà tức giận mắng. Hệ thống sẽ không để cô chết, nhưng có bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cô hay không, trong lòng cô hoàn toàn không chắc chắn. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, đối phương không có ác ý, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái con khỉ, làm sao mà bình tĩnh được? Cô còn không biết đó là thứ gì, bình tĩnh cái gì? Cô cố gắng hít sâu một hơi, để bản thân không quá kích động. Cầm cự thêm chút thời gian, Thương Ấp sẽ đến. Bây giờ, nước biển như đang tránh cô, nhưng vô hình chung có một cỗ uy áp không quá mạnh mẽ luôn khóa chặt cô, khiến cô không thể nào phóng thích dị năng để ra chiêu. Cô chỉ có thể lấy mấy lá bài tấn công từ không gian hệ thống ra, nắm chặt trong tay, để đề phòng bất trắc. Ha, tiếng thở dài nặng nề vang lên từ trong nước biển. Úc Nhiên cảnh giác nhìn về phía vùng nước biển phát ra âm thanh. Trong bóng tối, hai điểm đỏ xuất hiện, chúng từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng biến thành hai con ngươi đỏ tròn, khổng lồ. Theo đôi mắt đỏ đó chậm rãi đến gần, một thân hình dài từ trong nước biển trồi lên. Nhìn hình dáng mơ hồ có thể nhìn thấy, Úc Nhiên nín thở, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Đây là Zoner G, cô đè nén sự kinh hãi trong lòng, thầm mắng mẹ người cá đã chết từ lâu. Đầu óc bà ta bị uống nước đến mức nào mà lại mang rồng từ thế giới khác đến thế giới thú nhân. Còn chết tiệt hơn là, con rồng này lại bị bà ta rớt chết, vứt xác ở vực thẳm tối tăm. Yếu ớt đến mức nào vậy?
Từ khi nào rồng lại không đánh lại một người cá? Đây là do linh hồn rồng oán hận nên quay lại trả thù sao? Còn về việc tại sao lại nhắm vào cô, Úc Nhiên rất rõ ràng. Vì thần tinh của mẹ người cá đang ở trong tay cô, dù có cất trong không gian, mỗi lần mở không gian hệ thống ra, vẫn luôn tỏa ra một ít hơi thở, trên người cô còn lưu lại hơi thở của thần tinh. Tôi cũng bị mẹ người cá hại, tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng, Úc Nhiên chậm rãi nói. Trong đôi mắt đỏ rực to lớn đó không hề có chút cảm xúc nào, đỏ đến mức lạnh lẽo, khiến cô hoàn toàn không biết nó muốn làm gì. Có lẽ, nó tìm đến theo thần tinh của mẹ người cá, phát hiện ra cô không phải là mẹ người cá, vẫn đang trong giai đoạn quan sát, đánh giá. Đối với con rồng phương đông dài thượt khiến cô cảm thấy thân thiết đó, Úc Nhiên nghĩ nó chắc có thể hiểu được lời cô nói. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đỏ bỗng nhiên mở to, bóng rồng lóe lên, quấn chặt lấy người cô. Úc Nhiên không có cơ hội sử dụng thẻ tấn công trong tay, vì lúc bóng rồng quấn lấy người, mấy tấm thẻ tấn công đó đã hóa thành tro bụi, biến mất. Bây giờ linh hồn rồng đã có sức mạnh lớn như vậy, cô khó mà tưởng tượng được lúc còn sống, thời kỳ đỉnh cao của nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Úc Nhiên theo bản năng che chở bụng mình, không có cảm giác ngạt thở, chỉ là đầu óc cô hơi choáng váng. Cô cảm thấy mình chỉ ngẩn người ra một lúc, sau đó ánh mặt trời chiếu xuống từ trên trời, cảm giác chói mắt khiến cô bừng tỉnh. Cả người có chút vô lực, cô lo lắng quay đầu nhìn, phát hiện mình vẫn đang ở trên bãi biển này, nước biển đã rút xuống, xung quanh không có thú nhân, chỉ có một mình cô nằm trên bãi biển. Mẹ, An Tắc từ trong rừng cây ở xa xa chạy ra, chạy đến bên cạnh Úc Nhiên, đỡ cô dậy với vẻ mặt hoảng hốt và cẩn thận. Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Con thấy con rồng đen đó chui vào bụng mẹ rồi, em gái sao rồi? An Tắc vừa nhìn Úc Nhiên vừa nhìn bụng cô, lo lắng đến mức đỏ hoe mắt. Hệ thống, ký chủ đừng hoảng, linh hồn rồng đã bị thú con trong bụng em thuần hóa, đã ký kết khế ước chủ tớ, trở thành linh thú của con gái em. Úc Nhiên vốn đang trong trạng thái mơ màng, nghe thấy lời của An Tắc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ lại nghe thấy hệ thống nói như vậy. Cô chưa kịp hoảng loạn đã bình tĩnh lại. Quá trình không quan trọng, kết quả là an toàn là được rồi. Thú con không sao là tốt rồi. Lão nhị bị linh hồn rồng đánh bay lúc trước thở hổn hển đi từ biển lên, chúng nhào đến bên cạnh Úc Nhiên với vẻ mặt sợ hãi, bất an, kinh hồn bạt vía. Chúng sợ Úc Nhiên xảy ra chuyện. Mẹ, mẹ sao rồi? Cả người lão nhị run rẩy vì sợ hãi. Úc Nhiên lắc đầu với vẻ mặt bất lực, mẹ không sao, không bị thương. Chỉ là cơ thể bị dọa choáng váng. Cô nhìn mấy đứa nhỏ, chúng đều bình an vô sự, không bị thương, chỉ là bị ướt người trong nước biển, trông hơi chật vật. Bóng đen trên trời lóe lên, Thương ấp đáp xuống bên cạnh Úc Nhiên, anh cau mày, nắm lấy tay cô, cẩn thận kiểm tra, xác nhận cô không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh kìm nén cơn giận, nói, ai cho em chạy đến đây? Lý Hách cúi đầu, ai nái nói, là con đưa em ấy đến. Thương ấp định đứng dậy, Úc Nhiên ôm lấy anh, nói, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, em muốn đến đây xem tình hình thế nào, muốn ngắm hoàng hôn. Không phải lỗi của Lý Hách, anh đừng đánh nó, là em tự muốn đến đây. Không ai ngờ được động tĩnh của vực thẳm tối tăm lại có thể ập đến đây, mạnh mẽ và nhanh chóng, khiến họ không thể phản kháng. Càng không ngờ thứ làm ô nhiễm biển lại là linh hồn rồng. Thương ấp không đẩy cô ra, chỉ có thể kìm nén ý định đánh Lý Hách. Anh ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, nói với vẻ mặt sợ hãi, là lỗi của anh không chăm sóc em tốt. An Tắc vội vàng nói, con đi tìm Hoài Đặc và Vân Kỳ, vừa nãy con rồng đó đã chui vào bụng mẹ rồi. Nói xong, nó chạy đi tìm Hoài Đặc và Vân Kỳ. Hoài Đặc và Vân Kỳ là vui, họ vẫn luôn ở trên đảo chăm sóc những giống cái và thú con bị bệnh. Thương ấp vừa mới yên tâm, lại lo lắng. Đương nhiên anh đã nhìn thấy linh hồn rồng, cũng biết đó chính là nguồn ô nhiễm biển. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Úc Nhiên với vẻ mặt khó tin, chui vào bụng rồi. Anh đưa tay sờ lên bụng cô kiểm tra. Úc Nhiên cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn đó đang run rẩy. Cô đưa tay nắm lấy, an ủi, con rồng đó không có ác ý với em. Hình như là mẹ người cá đã đưa nó đến thế giới này. Trong không gian của em có thần tinh của mẹ người cá, nó tìm đến. Vừa nãy giống cái trong bụng em máy rất mạnh, sau đó, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cả người mơ màng, lúc tỉnh lại đã nằm trên bãi biển. Thai máy vẫn bình thường, không có gì bất thường. Thần kinh Thương ấp căng thẳng, anh cố gắng bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra, xác nhận hơi thở của giống cái không có gì bất thường, anh cũng không cảm nhận được chút hơi thở nào của con rồng đó. Không khỏi im lặng với vẻ mặt u ám. Hoài Đặc và Vân Kỳ được An Tắc gọi đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Úc Nhiên lại bị hai người họ cẩn thận kiểm tra. Kết quả kiểm tra cũng là không có vấn đề gì. Không sao, hơi thở còn mạnh mẽ hơn trước, Vân Kỳ nói. Hoài Đặc gật đầu, anh ta rất kinh ngạc trước chuyện khó tin này. Anh ta thăm dò hỏi,
thứ đó thật sự đã chui vào người Úc Nhiên sao? Bị Úc Nhiên hấp thụ rồi. Úc Nhiên lắc đầu, không phải tôi, có thể là bị giống cái trong bụng tôi hấp thụ. Cô có thể nói là bị con gái thuần hóa sao? Nữ vương cáo quả nhiên là nữ vương cáo, mới 5 tháng tuổi đã thuần hóa được linh hồn rồng, đợi sau này sinh ra còn lợi hại đến mức nào? Lão nhị đau lòng sờ lên khuôn mặt tái nhợt của Úc Nhiên, quay đầu nói với Thương Ấp, cha, đưa mẹ về bộ lạc trước đi, con ở lại đây canh chừng, không sao đâu. Thương Ấp cẩn thận bế Úc Nhiên lên, mở kênh xoáy nước trở về. Lão nhị và An Tắc cũng đi theo, Lý Hách càng không có lý do gì để ở lại đây. Người tủi thân nhất là Tương Dương và Lam Du. Tràn đầy mong đợi đến biển chơi, còn chưa bay được mấy vòng đã gặp chuyện như vậy. Háo hức đi, sợ hãi trở về, Thương Ấp bế Úc Nhiên lên lầu, đặt cô lên giường mây, lúc này cô đã buồn ngủ díp mắt. Anh vẫn không yên tâm kiểm tra lại cơ thể cô một lần nữa. Đừng nói là vết thương, ngay cả quần áo cũng không bị ướt. Chỉ là nằm trên bãi biển, dính một ít cát, còn có chút mùi tanh của biển. Thương Ấp nhẹ nhàng giúp cô thay quần áo. Lúc cởi quần áo trên người cô ra, trên bụng cô hiện rõ hình xăm một con rồng đen đang cuộn tròn. Thương Ấp nhìn hình xăm đầy tà khí đó, cả người tỏa ra sát khí đáng sợ. Có lẽ cảm nhận được sát khí của anh, đôi mắt rồng vốn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, ánh mắt đỏ rực, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào An Hát. Ta đã là linh hồn hộ vệ của con gái ngươi, nếu ngươi muốn làm gì ta, ta sẽ kéo vợ con ngươi chết chung, rồng đen lên tiếng. Lời đe dọa khàn khàn, hung ác khiến Thương Ấp lập tức thu hồi sát khí. Anh dám sao? Một giây trước còn dám, giây sau đã không dám nữa rồi. Sau đó, bụng bầu đang yên tĩnh bỗng nhiên nhô lên một nắm đấm nhỏ, đánh thẳng vào đầu rồng đen. Rồng đen lập tức mất đi khí thế hung ác ban đầu, nheo mắt lại, sợ hãi co rúm người. Thương Ấp thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ giúp Úc Nhiên thay quần áo. Thấy con rồng đó sợ thú con như vậy, anh hoàn toàn yên tâm. Anh cũng hiểu ra, hình xăm rồng đen xuất hiện trên bụng bầu là để bảo vệ thú con, sự tồn tại của nó không ảnh hưởng gì đến Úc Nhiên. Còn về chuyện giữa nó và thú con, không phải là chuyện anh có thể nhúng tay vào, ít nhất là trước khi thú con ra đời, anh không thể làm gì được. Anh coi như là ngầm đồng ý sự tồn tại của con rồng đen đó. Úc Nhiên tỉnh dậy, trời ở sa mạc Chi Hải đã tối, cô đói đến mức không chịu nổi. Thương Ấp không có trong phòng, mùi thức ăn thơm phức bay lên từ dưới lầu, khiến cơn đói của cô càng thêm dữ dội. Cô không nhịn được lấy một ít thức ăn trong không gian ra ăn tạm. Ăn vài miếng, trong bụng có chút gì đó, cơn đói cũng giảm bớt. Thương Ấp, cô khẽ gọi ra cửa, sau đó một con cáo lớn nhanh chóng chạy vào phòng. Thương Ấp biến thành người, đỡ cô dậy khỏi giường. Nhìn thấy đĩa cá chiên trên gối, anh thấy xót xa. Anh đưa em xuống ăn cơm, anh bế cô xuống lầu ăn cơm. Bữa tối đã được nấu gần xong, nếu cô không dậy nữa, anh sẽ đánh thức cô dậy ăn cơm. Úc Nhiên vừa đến bếp nhỏ, đám nhỏ đã chạy đến, ngay cả Tương Dương và Lam Du cũng lo lắng đứng ở cửa bếp nhỏ nhìn cô. Cánh cửa nhỏ như một ranh giới, nếu không có sự cho phép của Úc Nhiên hoặc Thương Ấp, hai đứa chúng không dám vượt qua. Chỉ có con của Úc Nhiên mới được phép vào tháp nhỏ. Đây không phải là quy định rõ ràng, mà là chuyện hiển nhiên. Ổ của Thương Ấp và Úc Nhiên, đương nhiên là con của họ có thể tự do ra vào. Chỉ có A Mặc Tây Lâm trước đây được cho phép vào ăn cơm, sau vài lần, nó cũng bạo dạn hơn, thỉnh thoảng cũng đến bếp nhỏ tìm đồ ăn, nhưng sẽ không tùy tiện đi lại ở những tầng khác. Phạm vi hoạt động lớn nhất của Tương Dương và Lam Du vẫn luôn là khu vực cửa tháp nhỏ. Trong bếp nhỏ, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Mọi người đều ở đây, đều lo lắng cho cô. Hai đứa đứng ở cửa làm gì? Ăn cơm chưa? Úc Nhiên ngồi vào bàn ăn, hỏi hai đứa nhỏ ở cửa. Tương Dương cười ngây ngô, chưa ăn. Vào đây ăn đi. Vâng vâng, Tương Dương vui vẻ đi vào, Lam Du ngẩn người rồi cũng đi theo. Không phải anh nói em, đôi khi phản ứng của em chậm chạp quá, bình thường thấy em đánh nhau cũng nhanh nhẹn lắm mà. An Tắc không nhịn được mà nói với Lam Du. Miệng thì chê bai, nhưng tay lại tự giác lấy thức ăn cho chúng. Lam Du thản nhiên đáp. Em đâu có đến đây để đánh nhau. Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của nó đối với mọi người. Trong bộ lạc, hoàn toàn không cần phải đề phòng. Cho dù em đến để đánh nhau, em cũng không đánh lại anh. An Tắc nói thêm một câu. Lam Du liếc nhìn nó, không cãi nhau, cũng không xông đến đánh nhau. Úc Nhiên vừa ăn tôm lớn do lão nhị bóc, vừa nhìn An Tắc và Lam Du nói chuyện. Tính cách của Lam Du, nói là khiêm tốn, trầm lặng thì đúng hơn là u uất, vì màu lông bị biến dị nên bị tộc nhân đuổi đi, khiến nó luôn tự ti vì bộ lông màu xám của mình. Tính cách của nó khác với sự u uất kìm nén của Mạch Nhĩ, sự u uất của Lam Du mang theo một tia buồn bã. Trong mắt Úc Nhiên, đứa nhỏ đó hoàn toàn là trầm cảm cộng thêm tự kỷ. Trước đây, cô thỉnh thoảng sẽ chú ý đến nó, lúc rảnh rỗi, nó luôn lặng lẽ ở một góc, cần ra ngoài hoạt động cũng sẽ đi theo. Không có biểu hiện quá vui vẻ, bình bình đạm đạm,
đối với bất cứ chuyện gì cũng không có quá nhiều cảm xúc. A Mặc Tây Lâm đã thoát khỏi cơn trầm cảm ngắn ngủi, bây giờ vấn đề của Lam Du cũng phải được quan tâm. Trước đây, Lam Du đã tăng độ hảo cảm với cô, hệ thống cũng đã đặc biệt nhắc nhở. Đứa nhỏ này, có thể chinh phục. Lam Du sao vậy? Thấy Úc Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào Lam Du, An Tắc đến gần cô, nhỏ giọng hỏi. Úc Nhiên mỉm cười, rất tốt, may mà đám nhỏ này đều rất có tiềm năng. Đối với điều này, An Tắc không phủ nhận. Lúc trước, Tương Dương đã đến gây sự, còn bắt nạt A Mặc Tây Lâm, nhưng thú con thì luôn hay đùa giỡn, cãi cọ như vậy mà. Gây sự thì gây sự, chúng không làm quá đáng. Ở sa mạc Chi Hải, việc đám nhỏ đánh nhau, Úc Nhiên không thấy lạ. Điều khiến cô bất ngờ là, sau khi thua trận, Tương Dương đã thật sự gia nhập bộ lạc theo đúng thỏa thuận. Giữ lời hứa, điều này rất tốt. Nếu là thú con có phẩm chất không tốt, xấu xa đến tận xương tủy, một khi đánh không lại, chắc chắn sẽ bỏ chạy hoặc liều mạng cá chớt lưới rách. Cách nhau một cái bàn, Tương Dương và Lam Du đều nghe thấy lời khen ngợi của Úc Nhiên. Được Úc Nhiên công nhận, chúng thụ sủng nhược kinh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ăn, Thương Ấp không muốn nghe chúng nói nhảm, thẳng thừng nói một chữ, mọi người lập tức im lặng, cúi đầu ăn cơm. Có khí thế của Thương Ấp trấn áp, đám nhỏ chỉ biết cắm cúi ăn, trên bàn ăn yên tĩnh, chỉ có Úc Nhiên và Đới Ni thản nhiên nói chuyện. Ăn uống, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, không khí rất hòa hợp. Hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của Liệt Nhất, mở rộng 1.000 cây đào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho Liệt Nhất một trang bị. Thưởng cho ký chủ thẻ điểm tăng cường dị năng, mệnh giá 10 điểm. Nhắc nhở thân thiện, thẻ điểm tăng cường mà ký chủ nhận được có thể dùng cho bản thân hoặc thú nhân khác, chỉ dành cho thú nhân đã thức tỉnh dị năng. Nghe hệ thống nói xong nhiệm vụ, phần thưởng mới xuất hiện khiến Úc Nhiên vui vẻ. Trước đây, phần thưởng điểm tăng cường dị năng của đám nhỏ đều là không, mấy, nhiệm vụ lớn thì cũng chỉ 1-2 điểm. Cho dù chỉ là không, mấy, hiệu quả tăng cường dị năng cũng rất đáng kể. Bây giờ trực tiếp thưởng 10 điểm tăng cường, 10 điểm tăng cường này mang lại hiệu quả tăng cường dị năng rất khủng khiếp. Điểm tăng cường cô nhận được, ngoài việc dùng cho bản thân, còn có thể dùng cho thú nhân đã thức tỉnh dị năng. Phần thưởng còn chưa nhận được, cô đã bắt đầu lên kế hoạch sử dụng, phân bổ rõ ràng. Cô lại xem nhiệm vụ chữa bệnh cho thú nhân của lão nhị, nhiệm vụ đó đã hoàn thành lúc cô ngủ, phần thưởng đã được nhận. Phần thưởng dược liệu của mấy nhiệm vụ đều chất đống trong không gian của Úc Nhiên, cô đang tìm cơ hội để đưa số dược liệu này cho lão nhị. Ở trong bộ lạc chán quá, rừng đào là nơi tốt, khi nào rảnh thì đến đó làm việc, Úc Nhiên thản nhiên nói. Ngoài Thương Ấp ra, đám nhỏ có mặt đều tự giác dừng ăn, nhìn cô, chờ đợi cô phân phó. Cô nói tiếp, vậy thì, Liệt Nhất phụ trách trồng đào, rừng đào bên kia có dây leo canh gác, thú nhân khó mà đột nhập vào được. Chúng ta có thể dùng rừng cây ăn quả để thu hút thú nhân, rừng đào đó khó khai phá, vậy thì trồng thêm mấy rừng cây ăn quả khác. Con hãy chọn một khu đất vừa ý ở vùng ngoại ô rừng đào để trồng, dùng hạt đào mà chúng ta đã thu thập được trước đây để trồng. Bảo lão nhị hoặc thú nhân có dị năng hệ mộc khác đến kích thích hạt giống nảy mầm. Trước tiên trồng 1.000 cây. Ngoài ra, cũng có thể trồng thêm một số loại cây ăn quả chứa nhiều nước, chịu hạn tốt, mở rộng phạm vi rừng cây ăn quả. Lúc trồng thì đừng trồng quá gần nhau, phân chia theo từng khu vực. Từ đó trồng về phía bộ lạc chúng ta. Đám nhỏ chăm chú lắng nghe, sau đó đều gật đầu. Ngoài công việc của Liệt Nhất được phân công cụ thể, còn thú con khác trồng gì, trồng như thế nào, chúng có thể tự phân chia. Thương Ấp cúi đầu gỡ xương cá cho Úc Nhiên, không hề phản đối việc mở rộng rừng cây ăn quả. Dù sao cũng không phải là cô tự mình làm, đám nhỏ đó muốn sai bảo thế nào thì sai bảo. Cứ như vậy, một thời gian sau, đám nhỏ đều chăm chỉ trồng cây ăn quả, thỉnh thoảng lại đánh nhau với thú con của bộ lạc khác. Tiếng sấu vang 10A. Sau đó, vì không còn nguồn ô nhiễm, biển dần dần sạch sẽ trở lại. Kỳ lạ là, sau khi sự kiện ô nhiễm lần này được xử lý, thời tiết trên biển cũng trở nên tốt hơn. Ít mưa bão hơn, nhiều nắng hơn. Không còn ô nhiễm, giống cái và thú con bị bệnh trên các hòn đảo đều đang dần hồi phục. Cũng vì đề phòng Ái Lạp lây bệnh cho Úc Nhiên, bạn đời của hai bên đều rất cẩn thận trước khi Ái Lạp hoàn toàn bình phục, không cho hai người gặp mặt. Hơn một tháng sau đó, Úc Nhiên bị cáo lớn quản thúc rất nghiêm ngặt, anh chỉ làm việc khi cô ngủ, còn khi cô tỉnh, anh luôn túc trực bên cạnh cô. Cứ như vậy, Úc Nhiên vừa đau khổ vừa hạnh phúc trải qua một tháng. Ái Lạp chưa bình phục, không được phép gặp mặt, cũng không được phép đến biển. Không còn nguồn ô nhiễm, dựa vào khả năng tự phục hồi của biển, cùng với việc thú nhân sống trên biển mỗi ngày đều thanh lọc, nghe nói bây giờ đã gần như bình phục. Úc Nhiên cứ như vậy mà an thai hơn một tháng, bây giờ bụng đã được 6 tháng. Cáo lớn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Cuộc sống của bộ lạc cũng bình yên, phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong,
Thương Ấp dẫn Úc Nhiên đi dạo trong bộ lạc. Bụng càng ngày càng lớn, người Úc Nhiên cũng béo lên không ít, tứ chi bắt đầu phù nề, đi lại càng thêm khó khăn. Thương Ấp ôm eo cô, đỡ cô, cẩn thận dìu cô chậm rãi đi. Theo tốc độ phát triển của thú con như vậy, em sợ chưa đủ tháng đã không giữ được nữa rồi. Bây giờ kích thước bụng của cô giống hệt như bụng của người ta sắp sinh. Còn 3-4 tháng nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, bụng cô sẽ không chịu nổi kích thước đó. Trong mắt Đen hiện lên vẻ lo lắng, Thương Ấp chậm rãi nói, không cần quan tâm còn bao lâu nữa. Thú con tự phát triển đến một mức độ nhất định sẽ ra đời, em đừng lo lắng quá, anh luôn ở bên cạnh em. Úc Nhiên lo lắng không yên. Từ sau khi ốm nghén, cô không ăn thịt nữa, mỗi bữa đều ăn hải sản và rau, thỉnh thoảng thú nhân ra ngoài mang về trứng gà, trứng chim, cô sẽ ăn vài quả. Ăn hoa quả, cô cũng cố gắng tránh những loại quả có hàm lượng đường cao. Nói chung, ăn uống kiêng khem như vậy, thú con sẽ không quá béo. Chủ yếu là bây giờ giống cái trong bụng đã mọc 9 cái đuôi, đuôi chiếm diện tích, khiến cô hoàn toàn không thể ước lượng được kích thước của thú con. Giống đực có rồi, giống cái cũng có rồi, sau này không sinh nữa. Úc Nhiên bĩu môi, nói với vẻ mặt có chút u oán. Giống cái là do cô muốn, bây giờ những đau khổ này, cô đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. Con trai, con gái đều đủ cả rồi, không sinh nữa. Được, Thương Ấp dứt khoát đáp. Úc Nhiên mang thai, mỗi ngày anh đều lo lắng, vợ mình không được chạm vào, không được ăn, mệt mỏi vô cùng. Con cái và sức khỏe của vợ, anh chỉ cần vợ khỏe mạnh là được. Đi dạo vài vòng, Úc Nhiên chú ý đến đàn vịt đang chạy lon ton về chuồng từ bên chân cô. Nhìn chúng béo tốt, khỏe mạnh, cô không khỏi cảm thán, giữ lại vịt mái, giữ lại vài con đực để phối giống, số còn lại có thể xử lý. Ngày mai, bảo lão nhị đến tìm em bảo nó đến hòn đảo thả một số động vật nhỏ, để nó tự sắp xếp, tránh cho những động vật nhỏ đó gặm hết thuốc của nó. Vịt đã lớn, nhưng đám thú con trong không gian của cô vẫn chưa được thả ra ngoài. Thương Ấp đáp lại một tiếng, không nói sẽ tự mình làm việc này. Thực vật mọc trên đảo rất kỳ lạ, có rất nhiều loại chưa từng thấy trên đất liền. Anh không hiểu những loại thuốc đó, nếu tùy tiện thả động vật nhỏ lên núi, rất dễ khiến chúng ăn hết thuốc mà lão nhị trồng. Cẩn thận thì vẫn nên để lão nhị tự mình sắp xếp thì hơn. Việc kết nối với biển, anh làm đến đâu rồi? Úc Nhiên nhớ đến chuyện này, tò mò hỏi. Thương Ấp thờ ơ nói, tạm thời không làm nữa, đợi em sinh con xong rồi tính. Những chuyện đó không quan trọng bằng em. Nghe thấy vậy, Úc Nhiên cúi đầu mỉm cười, trong lòng ấm áp. Cô xoa bụng, nói với vẻ mặt mong đợi, thật mong chờ con của chúng ta. Ngay sau đó, một cục u nhỏ nhô lên từ trong bụng, chạm vào lòng bàn tay cô. Thấy thú con đáp lại, trái tim Úc Nhiên tan chảy. Đuôi cáo đã có rồi, biết đâu vừa sinh ra đã có dị năng, cô cười nói. Đã có thể thuần hóa linh hồn rồng, dị năng còn không thể thức tỉnh sao? Thương Ấp im lặng vài giây, chậm rãi nói, chuyện đáng sợ như vậy, anh không muốn đoán. Theo truyền thừa của tộc cửu vĩ Hắc Hồ bọn họ, giống cái có đuôi cáo khi sinh ra chính là kiếp sau của tổ tiên, là nữ vương cáo tương lai. Chuyện gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này, lại rơi trúng đầu anh, đã là chuyện rất khó tin rồi. Anh còn dám nghĩ đến việc giống cái có dị năng hay không sao? Trong truyền thừa không có ghi chép về phương diện này, anh không biết, cũng không dám nghĩ. Nếu giống cái vừa sinh ra không chỉ có đuôi cáo, mà còn thức tỉnh dị năng, có lẽ thủ lĩnh đời tiếp theo của bộ lạc sẽ phải đổi người. Có gì mà không dám nghĩ, đó là con của chúng ta. Úc Nhiên bị lời anh nói chọc cười. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, Thương Ấp nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cương chiều. Sau khi đi dạo một lúc trong bộ lạc, Úc Nhiên thấy mệt, không muốn đi nữa. Đang định trở về thì kênh xoáy nước trên không trung mở ra, mấy bóng người nhanh chóng bay ra, lượn vòng trên bầu trời bộ lạc. Úc Nhiên không nhìn rõ, chỉ có thể xác định là thú biết bay. Ôi, sao bên này lại là ban đêm? Trên không trung vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Ái Lạp. Thì ra thời gian hai bên khác nhau, giọng nói của một giống cái vang lên. Thương Ấp khẽ cười một tiếng, gọi, giống được độc thân, có giống cái xinh đẹp đến chơi, qua tiếp đón đi. Theo tiếng gọi của anh, những giống được độc thân hoạt bát trong bộ lạc liền chạy ra khỏi tháp, tụ tập trên bãi đất trống. Lửa trại bùng cháy dữ dội, hoa quả, thức ăn nhanh chóng được bày biện lên bàn gỗ, giống được ngay lập tức tạo ra bầu không khí ấm áp để tiếp đón giống cái. Thương Ấp, anh quá đáng lắm, Hoài Đặc từ từ hạ xuống, mắng một câu. Bên bọn họ đều là giống được dẫn bạn đời đến chơi, không dẫn theo giống được độc thân. Bọn họ còn chưa kịp đáp xuống đất, đã có rất nhiều giống được độc thân chạy ra, nhìn chằm chằm, điều này khiến thú nhân rất khó chịu. Ái Lạp dẫn theo mấy giống cái mà cô ấy thường chơi cùng đến đây. Mấy người họ vừa xuống khỏi lưng đại bàng, đã bị giống được độc thân của bộ lạc mời đến bàn gỗ chơi. Ái Lạp mỉm cười đáp lại, chạy về phía Úc Nhiên trước. Úc Nhiên, cuối cùng tôi cũng khỏi bệnh rồi. Cô ấy đứng trước mặt Úc Nhiên,
giọng điệu rất chua xót. Úc Nhiên mỉm cười, bộ lạc chúng tôi hoan nghênh cô, nếu ở biển thấy buồn chán thì cứ đến đây chơi bất cứ lúc nào. Chỉ là thời gian hai bên có sự chênh lệch, khi đến đây thì chú ý thời gian một chút. Nếu họ đến muộn hơn một chút, cô đã đi ngủ rồi. Ái Lạp cẩn thận đánh giá cô, không nhịn được nói, lúc trước em sinh con cũng béo như vậy sao? Sao bụng lại to như vậy? Tôi chưa từng thấy giống cái nào sinh giống cái mà bụng lại to như vậy. Úc Nhiên á khẩu. Dù là béo hay bụng to, cô đều không thể phản bác được. Cô chỉ có thể âm thầm an ủi bản thân, chỉ là béo phù thôi, sau khi sinh con sẽ thon gọn lại. Đều là cân nặng của thú con và đu ôi. Bây giờ mẹ không có sức để chơi với mọi người cứ tự nhiên, Úc Nhiên bất đắc dĩ nói. Ái Lạp nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, bọn tôi tự chơi, sẽ giữ im lặng, lần sau tôi sẽ đến tìm em vào ban ngày. Được, sau vài câu chào hỏi xã giao, Ái Lạp chạy đến bàn gỗ chơi, Mạch Nhĩ ở trong bể nước, đều quen biết nhau, nó bắt đầu giới thiệu tình hình của bộ lạc cho Ái Lạp. Úc Nhiên cũng không có sức để tiếp đón họ, An Tắc dẫn đầu và một số thú nhân khác làm nhiệm vụ tiếp khách. Úc Nhiên rất buồn ngủ, về phòng ngủ, cô cũng không biết Ái Lạp đã rời đi lúc nào, khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Buổi sáng ở sa mạc Chi Hải, buổi chiều ở biển, Ái Lạp đã trở về rồi. Cái sự chênh lệch múi giờ chớt tiệt này, Úc Nhiên nằm trên giường, khẽ thở dài. Thương Ấp đang ngồi ở góc phòng dọn dẹp đồ đạc, chậm rãi nói, từ lúc chúng ta đến sa mạc Chi Hải đến nay, thời gian hai bên không còn chênh lệch nhiều như vậy nữa, cảm giác đang dần dần đồng bộ. Úc Nhiên ngẩn người, cô không để ý đến việc cáo lớn ở đó. Đó không phải là vị trí mà cô vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Cáo lớn ở đó một cách lặng lẽ. Đồng thời, cô cũng bất ngờ vì lời anh nói. Thời gian đang đồng bộ, vậy có phải cũng có thể mong đợi một ngày nào đó, khí hậu của sa mạc Chi Hải sẽ giống như khí hậu bên ngoài, nóng lạnh rõ ràng. Úc Nhiên mỉm cười. Nếu thật sự phát triển theo hướng đó, thì đúng là chuyện tốt. Thương Ấp suy nghĩ một chút rồi nói, không loại trừ khả năng này, chỉ là thời gian sẽ rất lâu. Họ đã sống ở sa mạc Chi Hải rất lâu rồi, thời gian ở đây và thời gian bên ngoài chỉ rút ngắn lại một chút. Chỉ một chút thôi, một chút đến mức Úc Nhiên hoàn toàn không để ý. Thương Ấp nhạy bén, anh đã đến biển nhiều lần mới xác định được thời gian hai bên thật sự đang đồng bộ. Đợi đến khi hoàn toàn đồng bộ có lẽ phải mất rất lâu, rất lâu. Đừng quan tâm đến vấn đề thời gian đó nữa, An Tắc đã thu thập được một ít gia thú. Anh chọn mấy tấm đẹp cho em xem muốn làm thành cái gì. Thương Ấp chỉ vào đống gia thú bên cạnh, hỏi. Úc Nhiên nhìn thoáng qua, thản nhiên đáp, làm vài bộ quần áo cho con gái đi, ở sa mạc Chi Hải nóng nực như vậy, mặc quần áo bằng da thú sẽ rất nóng. Thỉnh thoảng ra ngoài chơi thì có thể mặc, quần áo bằng da thú của em đã đủ rồi, số da thú đó để dành cho con gái đi. Thương Ấp nhướng mày, không chút do dự từ chối, em chọn trước đi, dù quần áo trước đây em có mặc hay không, cứ cách một khoảng thời gian, anh đều sẽ làm quần áo mới cho em. Đợi em chọn xong, số còn lại sẽ dành cho con gái. Sau khi sinh con, bên biển sẽ là mùa đông, nếu em muốn đến đó chơi, nhất định phải làm vài bộ quần áo bằng da thú. Anh rất biết cách bảo vệ bản thân, không nói rõ là sau khi sinh con, vóc dáng của cô chưa chắc đã có thể hồi phục trong thời gian ngắn, đến lúc đó rất nhiều quần áo sẽ không mặc được. Thấy Cao Lớn kiên quyết như vậy, Úc Nhiên nhìn lướt qua đống da thú, chọn một số, để lại một số da thú có màu sắc sặc sỡ cho con gái. Thương Ấp phân chia da thú xong, đến bế cô xuống lầu rửa mặt. Lúc đến bếp nhỏ ăn sáng, Úc Nhiên nhìn căn bếp trống không, khó hiểu hỏi, đám nhỏ đâu? Cô thấy trên bàn ăn chỉ bày biện hai bộ đồ ăn, là của hai người họ. Thương Ấp đặt cô xuống ghế, nói, đám nhỏ đều đến rừng cây ăn quả rồi. Hôm nay Lý Hách dẫn Đới Ni đến đó, nói là ở đó xuất hiện rất nhiều chim hoang dã phá hoại cây non, để Đới Ni đi đánh chim. Úc Nhiên cười, để Đới Ni đi xử lý cũng rất thích hợp, có thể rèn luyện con bé. Rừng cây ăn quả đang được khai phá, ngoài đám nhỏ, thú nhân trong bộ lạc cũng sẽ thay phiên nhau đến đó trồng cây. Cũng vì có thêm thú nhân khác trồng cây, nên tiến độ nhiệm vụ trồng đào của Liệt Nhất hơi chậm. Khoảng thời gian này, nó mới trồng được 697 cây đào. Tính theo cây, sau khi hạt đào được gieo xuống, phải nảy mầm thành cây non, sống sót mới được hệ thống tính vào thành tích. Bên Đới Ni có bọn Tương Dương trông chừng, không cần lo lắng. Thương Ấp vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho cô, dục cô ăn. Úc Nhiên đáp lại một tiếng, cúi đầu bắt đầu thưởng thức bữa sáng chỉ có hai người. Ăn sáng xong, theo lệ thường xuống lầu đi dạo. Lão Nhị tươi cười đi tới. Mẹ, chào buổi sáng. Úc Nhiên mỉm cười, chào buổi sáng. Lão Nhị thân mật chào hỏi mẹ, còn với Cao Lớn, chỉ gật đầu chào hỏi như giống đực với nhau. Giống đực với giống đực cần gì phải chào hỏi thân mật. Mẹ, những loại thuốc đặc biệt, có độc tính nhẹ trên đảo, con đã hái hết những loại có thể hái,
còn những loại chưa thể hái, con đã cách ly. Diện tích trên đảo lớn, nuôi động vật nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Nó đến tìm cô là để lấy những động vật nhỏ đó. Đàn vịt nuôi trong bộ lạc đã lớn, việc thả chúng trên đảo cũng phải được đưa vào lịch trình. Úc Nhiên gật đầu, cô không am hiểu lắm về chăn nuôi. Để lão nhị thả động vật nhỏ, cô không thể đưa ra nhiều ý kiến, trực tiếp chuyển động vật nhỏ vào không gian trồng trọt, để lão nhị tự mình xử lý. Đảo lớn như vậy, trên núi cũng có thể nuôi, không gian hoạt động rất rộng. Lão nhị nhìn những thú con nhỏ nhắn, đáng yêu trong không gian trồng trọt, mỉm cười đi đến hòn đảo làm việc. Một thời gian sau, lão nhị chìm đắm trong việc nuôi động vật trên đảo, chọn vị trí thích hợp để thả chúng. Thật ra, nói là thả rông cũng không phải là để chúng chạy lung tung khắp đảo, mà là chia theo từng khu rừng. Động vật số lượng nhiều thì một khu rừng là một khu vực hoạt động. Động vật số lượng ít thì nuôi chung vài loài với nhau. Nó còn làm hàng rào xung quanh rừng, làm ổ, xác định thức ăn của từng loài động vật, cho chúng ăn mỗi ngày một cách hợp lý. Phạm vi hàng rào bao quanh rất lớn, đủ để động vật nhỏ thoải mái vui chơi. Còn về việc sau này gà vịt lớn lên có bay ra khỏi hàng rào hay không thì không phải là chuyện cần quan tâm. Đợi chúng có khả năng bay ra ngoài, thì cả hòn đảo đều là của chúng, không cần lo lắng chúng sẽ dễ dàng chết. Sau khi lão nhị ổn định việc chăn nuôi trên đảo, còn xây dựng kho thức ăn chăn nuôi trên đảo, mỗi ngày đều có thú nhân thay phiên nhau lên đó cho ăn. Người quen việc hướng dẫn người chưa quen việc, giống như lúc trước dạy cách nung đồ gốm, để thú nhân hiểu biết nhất định về những thú con nhỏ bé mà họ chưa từng thấy qua. Hiểu rồi mới có thể chăm sóc tốt hơn, mới có thể mở rộng số lượng của chúng. Úc Nhiên mang thai tháng thứ 8, Liệt Nhất cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng của Liệt Nhất, mở rộng 1.000 cây đào. Thưởng cho Liệt Nhất một trang bị. Thưởng cho ký chủ thẻ điểm tăng cường dị năng, mệnh giá 10 điểm. Lúc này, Úc Nhiên không vội sử dụng thẻ điểm tăng cường dị năng, mà mở hệ thống ra xem trang bị của Liệt nhà T. Trang bị của gấu con là gì nhỉ? Cô tràn đầy mong đợi đi xem, nhìn thấy một con búp bê đá to bằng bàn tay, toàn thân lồi lõm. Trong lòng Úc Nhiên có chút buồn bực. Tư chất của Liệt Nhất không tệ, nhưng không có thiên phú để dị năng biến dị. Trang bị mà hệ thống ghép nối là một con búp bê đá, đây chắc là dị năng hệ thổ. Liệt Nhất hiện tại có kỹ năng đôi cánh bay lượn đang trong trạng thái thức tỉnh. Dị năng thức tỉnh sau này có thể loại trừ dị năng hệ phong. Trong số những dị năng còn lại, gấu vốn có sức mạnh to lớn, dị năng thức tỉnh đa số đều là dị năng hệ thổ. Trong số những thú nhân gấu mà Úc Nhiên biết, thức tỉnh dị năng hệ thổ chiếm đa số. Vì vậy, trong tiềm thức của cô, Liệt Nhất rất có thể cũng sẽ thức tỉnh dị năng hệ thổ. Trang bị mà hệ thống thưởng lần này là khôi lỗi búp bê đá. Khôi lỗi búp bê đá, trang bị hoàn toàn phù hợp với dị năng hệ thổ. Người sở hữu có thể triệu hồi người đá chiến đấu, đồng thời tăng 100% dị năng của bản thân. Đây hoàn toàn là trang bị được thiết kế riêng cho dị năng hệ thổ. Úc Nhiên có thể đoán được sau này Liệt Nhất sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi dị năng thức tỉnh, trang bị hoàn toàn phù hợp. Khi chiến đấu, nó không chỉ có thể triệu hồi khôi lỗi, mà còn có thể tăng 100% sức tấn công của bản thân, đó là gấp đôi. Nó càng mạnh, sức sát thương càng khủng khiếp, kết hợp với bàn tay gấu to lớn của nó, sau này sẽ vô cùng hung dữ. Chú gấu con có sức mạnh vô hạn trong tương lai lại thích khóc nhè, sự tương phản này thật đáng yêu. Trong số thú con được ràng buộc còn lại, chỉ có Bạch Túc và Đới Ni chưa có trang bị. Tuy sự phù hợp của trang bị, cũng như việc phát huy tác dụng chỉ có thể thực hiện sau khi dị năng thức tỉnh, nhưng có được trang bị trong tay mới yên tâm, dị năng thức tỉnh chỉ là chuyện sớm muộn. Đới Ni là giống cái, không có thiên phú thức tỉnh dị năng, hệ thống đã hứa sẽ có sắp xếp khác, Úc Nhiên không vội về tình hình của Đới Ni. Trọng điểm còn lại là Bạch Túc. Bạch Túc là con của thần sa mạc, nuôi dưỡng đến cuối cùng, một khi dị năng thức tỉnh, hoặc là sức mạnh huyết thống của thần sa mạc thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Thật ra, sau khoảng thời gian nuôi dưỡng này, Bạch Túc đã tiến bộ rất nhiều về mọi mặt, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Việc nuôi dưỡng và rèn luyện đó rất hiệu quả. Vì thân phận đặc biệt, nên cần phải nghiên cứu kỹ về Bạch Túc. Ngoài ra, Lam Du cũng là đối tượng được cô quan tâm. Nếu không phải đang mang thai, cô đã sớm đến trước mặt Lam Du để tương tác, lấy lòng nó, chinh phục nó rồi. Nhìn cái bụng lớn của mình, cô chỉ có thể từ từ. Ngày dài tháng rộng, ít nhất phải đợi đến khi cô có tinh lực rồi mới tiếp tục lấy lòng nó. Sau đó, hệ thống cũng khá an phận, không giao nhiệm vụ nuôi dưỡng cho cô. Úc Nhiên tiếp tục an thai, mang thai tháng thứ 9. Bụng bầu từ tháng thứ 8 không lớn thêm bao nhiêu, chỉ là Úc Nhiên cảm thấy mình béo lên rất nhiều. Dáng người hoàn toàn biến dạng, may mà khuôn mặt chỉ hơi tròn trịa một chút, không quá béo. Cô biết thú con đã phát triển đến một mức độ nhất định, chỉ cần đợi thời điểm thích hợp để chào đời. Nói đúng ra, bây giờ thú con cũng coi như là đủ tháng rồi, có thể sinh bất cứ lúc nào. Úc Nhiên rất căng thẳng, vẻ mặt lo lắng khiến cáo lớn lo lắng đưa cô đến hòn đảo để giải khuây. Sau khi ăn sáng,
Lúc ánh nắng không quá gay gắt, Thương ấp cõng cô đi dạo trong một khu rừng trên đảo. Rễ cây gồ ghề, chằng chịt, màu sắc rực rỡ đan xen, khung cảnh kỳ lạ, đầy bí ẩn. Úc Nhiên nhìn khu rừng đã có nhiều thay đổi, sự chú ý của cô bị thu hút. Thực vật này hình như khác với trước đây, cô nói. Thực vật trên đảo sẽ không mọc lan ra đường đi, chúng đều tự giác tránh đường, mọc tùm trong khu vực của mình. Dưới chân là con đường thường đi lên núi, Úc Nhiên nhận ra con đường này. Đường vẫn là đường cũ, nhưng thực vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Thương ấp giải thích, đúng là đã thay đổi rất nhiều. Có một số là do chúng tự mọc, có một số là do lão nhị trồng. Nói xong, anh lại nói thêm một câu, em thấy cây nào không vừa mắt, anh đi đốt nó. Úc Nhiên cạn lời, em thấy cả sa mạc này đều khó chịu, anh đi đốt nó đi, cô hừ nhẹ một tiếng. Thương ấp bất đắc dĩ mỉm cười, đây là chuyện lớn, đợi khi nào anh rảnh rồi sẽ từ từ đốt. Hiện tại, tất cả những chuyện lớn đều là cô, anh không thể phân tâm làm những chuyện lớn khác. Úc Nhiên không tiếp tục chủ đề này, coi như là lời nói đùa. Lúc bọn họ đi đến chân núi, lửa từ trên trời rơi xuống, kèm theo tiếng nổ nhẹ, bức tường dây leo ở phía xa bốc cháy dữ dội. Úc Nhiên cau mày nhìn động tĩnh ở phía xa. Thương ấp liếc nhìn, ánh mắt lạnh đi vài phần, có người tấn công hòn đảo. Thú nhân của bộ lạc mình không thể nào tấn công bức tường dây leo, ai cũng biết bức tường dây leo do tiểu tinh linh của lão nhị canh giữ. Tiểu tinh linh cũng sẽ không cản trở thú nhân của bộ lạc, cho dù có thú nhân mới đến bị tiểu tinh linh ngăn lại, thì thú nhân cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà dám đến tấn công như vậy, gan cũng lớn thật, chúng ta đến xem thử. Úc Nhiên bất mãn nói. Cô chỉ thuận miệng nói ra một câu. Điều khiến cô bất ngờ là, Thương ấp không hề phản đối, lập tức đưa cô đến xem. Đến bức tường dây leo, tiểu tinh linh đang chậm rãi dập lửa, thấy bọn họ đến, nó tự giác mở đường cho họ đi ra ngoài. Lửa dị năng rất mạnh, dây leo dù có sức sống mãnh liệt đến đâu, chỉ cần lửa đủ lớn, hoàn toàn có thể áp chế dây leo. Nhưng dây leo này không phải dây leo bình thường, mà là dây leo do tiểu tinh linh điều khiển. Sinh sống trên đảo, có thực vật của cả hòn đảo cung cấp sức sống, tiểu tinh linh hoàn toàn không sợ lửa. Dây leo bị đốt, mọc lại một cái là được. Úc Nhiên nhìn một chút, xác nhận cả tiểu tinh linh và bức tường dây leo đều không sao, cô mới nhìn về phía đám thú nhân ở xa xa. Cô tưởng giữa ban ngày ban mặt mà dám đến khiêu khích là bộ lạc nào lợi hại lắm. Không ngờ lại là một đám thú con. Một đám thú con vị thành niên, dẫn theo mấy con thần lằn biết phun lửa đến gây sự. Đây, thần lằn là thần lằn tốt, chỉ là đám thú con đó gan hơi lớn. Úc Nhiên nhỏ giọng nói. Xem ra Thương ấp đã sớm biết người tấn công bức tường dây leo là một đám thú con, nên mới bình tĩnh dẫn cô đến đây. Đã là thú con gây sự, thì để đám nhỏ tự mình xử lý. Anh đứng trong bức tường dây leo, lặng lẽ quan sát. Tiểu tinh linh mở đường, anh không đi ra ngoài, chỉ đứng ở khe hở đó nhìn ra bên ngoài. Hòn đảo nằm sát cạnh bộ lạc, bức tường dây leo bị đánh, thú nhân trong bộ lạc đã chạy đến. Chắc là thấy một đám thú con dẫn theo mấy con thần lằn biết phun lửa đến chơi, nên những giống đực đó không có hứng thú ra tay. An Tắc và An Tắc đối đầu với đám thú con đó, thú con bên đó không có dị năng, nhưng chúng có thần lằn biến dị, con nào con ấy đều phun lửa rất mạnh. Có thể thuần hóa được thần lằn biến dị, cũng là một loại bản lĩnh. An Tắc và An Tắc mỗi người đối đầu với một con thần lằn biến dị, thần lằn rất linh hoạt né tránh đòn tấn công của chúng, còn nhân cơ hội phản kích. Thế mà lại đánh ngang tài ngang sức, tôi đã hiểu tại sao đám thú con đó lại dám ngang nhiên phóng hỏa như vậy. Úc Nhiên không thể không thừa nhận sức chiến đấu của mấy con thần lằn đó. Thể hình không lớn, nhưng tốc độ và sức tấn công không hề yếu, chúng đã giao đấu với mấy đứa cáo con rất nhiều chiêu. Thương ấp nheo mắt, cẩn thận quan sát rồi nói, đám thú con đó hình như đã nắm được điểm yếu của thần lằn. Úc Nhiên nhìn một lúc mới thấy một thú con đang ngậm một quả cầu cỏ trong miệng. Đó là một quả cầu được bện bằng cỏ khô. Nhìn cái đuôi nhỏ thò ra từ khe hở của quả cầu cỏ, bên trong có một con thần lằn nhỏ. Đám thú con này đã bắt con của người ta để uy hiếp, nên mấy con thần lằn này mới ngoan ngoãn đến đây phóng hỏa tấn công bức tường dây leo. Sức chiến đấu của thần lằn biến dị rất mạnh, khiến lão đại và lão tam khó đối phó, nhưng xét về thực lực, lão đại vẫn mạnh hơn. Tổng cộng có 4 con thần lằn biến dị đi theo. Bây giờ 2 con đang đánh nhau với lão đại và lão tam, 2 con còn lại ở bên cạnh đám thú con đó. Lão nhị cũng đang đứng xem, địch không động, chúng cũng không động, chỉ đứng bên cạnh xem lão đại đánh nhau. Không khí kỳ lạ tốt đẹp. Lão đại và lão tam dây dưa với 2 con thần lằn biến dị một lúc, dần dần mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng tuyệt chiêu, tăng sức chiến đấu, xử lý chúng. Thần lằn biến dị bị xử lý, 2 con còn lại thấy vậy liền nổi điên, dốc toàn lực chiến đấu. 2 con cáo nhỏ vừa mới thu lại ý chí chiến đấu, lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, tiếp tục trận chiến thứ 2. Úc Nhiên xem một lúc, cảm thấy hơi chán, ánh mắt cô dừng lại trên người thú con ở phía xa.
quả cầu cỏ trong miệng nó khiến cô có chút tò mò. Con của thần lằn biến dị cũng biến dị sao? Là sau khi có thần lằn con mới biến dị, hay là biến dị rồi mới sinh ra thần lằn con? Cô tò mò hỏi. Thương ấp nhìn chằm chằm vào quả cầu cỏ, sau đó nói, anh không cảm nhận được sự dao động của sức mạnh từ quả cầu cỏ đó, đó chỉ là thần lằn con bình thường. Nhưng thần lằn biến dị lại dễ dàng bị khống chế như vậy, con thần lằn nhỏ đó có chút đặc biệt. Úc Nhiên, vậy, chúng ta cướp. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi qua, quả cầu cỏ vốn đang ở trong miệng thú con đó, bay qua không trung với đường cong đẹp mắt, rơi xuống trước mặt Thương ấp. Lam Du hiện hình, nó đã cướp được quả cầu cỏ đó. Úc Nhiên ngẩn người, sau đó nhìn vào đôi mắt đang nhìn sang chỗ khác của Lam Du, cô mỉm cười. Lam Du, làm tốt lắm, cô đưa tay nhận lấy quả cầu cỏ. Quả cầu cỏ chỉ có một khe hở, những chỗ khác đều được buộc chặt, khe hở đó là để thần lằn con thở, đồng thời đuôi nhỏ thò ra ngoài để thần lằn lớn xác định nó đang ở bên trong. Bây giờ thần lằn con bị cướp, hai con thần lằn biến dị đang kịch chiến với lão đại lập tức thay đổi mục tiêu tấn công, tiến về phía Úc Nhiên. Lão nhị đang đứng xem xung quanh lập tức biến sắc, chưa đợi chúng ra tay, Thương ấp đã ném một quả cầu lửa đến tấn công. Một quả cầu lửa nhỏ bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, khiến hai con thần lằn bị đẩy lùi vài mét. Chúng trừng mắt nhìn Thương ấp với đôi mắt đỏ sẫm. Không khí giằng co vài giây, chúng đột nhiên quay người tấn công đám thú con đến gây sự. Thú con không thức tỉnh dị năng, chỉ có vài con chạy nhanh, còn lại những con không kịp phản ứng đều bị thần lằn biến dị tấn công. Thần lằn biến dị đột nhiên quay đầu, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng. Sau một cuộc hỗn chiến ngắn ngủi, đám thú con hùng hổ dẫn theo thần lằn biến dị đến gây sự, kẻ chạy, kẻ chết, kẻ bị thương, hiện trường hỗn loạn. An Tắc nhân cơ hội tấn công vài cái, bình tĩnh tiễn hai con thần lằn lên đường. Nó mặt không cảm xúc nhìn lướt qua đám thú con chết và bị thương nằm la liệt trên mặt đất, nhìn quả cầu cỏ trong tay Úc Nhiên, hỏi, mẹ, đó là thần lằn con sao? Nó thấy một cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy, là đuôi thần lằn. Úc Nhiên đáp lại một tiếng, đám thú con đó đã bắt thần lằn con để uy hiếp mấy con thần lằn biến dị đó. Bây giờ thần lằn con đang ở trong tay mẹ, mấy con thần lằn biến dị đó tưởng chúng ta cũng muốn lợi dụng sức mạnh của chúng để chiến đấu, nên mới xuất hiện tình huống chúng quay đầu. An Tắc im lặng nhìn quả cầu cỏ. Vạn vật đều có linh tính, nếu lại thức tỉnh dị năng, biến dị, thì trí thông minh sẽ rất cao, đối phó cũng sẽ khó khăn hơn. Mẹ ơi, đánh nhau mệt chết con rồi, còn mạnh hơn cả động vật biến dị mà chúng ta gặp trước đây, An Tắc vừa lau mồ hôi vừa nói. Sau đó, nó lại nói thêm một câu, cũng tốt, bây giờ không tìm thấy ốc đảo, thì tìm động vật biến dị đánh nhau, kích thích thật đấy. Ừ, đúng là lão tam ngã. Úc Nhiên nghịch quả cầu cỏ trong tay, nói, thế giới này vẫn luôn chậm rãi trở nên mạnh mẽ hơn, một số động vật cũng đang biến dị, trở nên mạnh mẽ hơn. Thế giới đang phát triển, động vật cũng đang phát triển, ngay cả bọn họ cũng đang phát triển. Theo môi trường đặc biệt của sa mạc Chi Hải, sau này động vật biến dị mà chúng ta gặp phải sẽ ngày càng mạnh, Thương ấp lạnh lùng nói. Sau đó, anh nhìn đám nhỏ có mặt, nói tiếp, mỗi ngày đừng chỉ lo ăn uống, chơi bời, hãy luyện tập nhiều hơn, để bản thân mạnh mẽ hơn. Nếu không, ngày nào đó bị bọ cạp, thần lằn ăn thịt, thì thật mất mặt. Đám nhỏ có mặt nghẹn họng. Đến lúc đó có mất mặt hay không thì không biết, nhưng mất mạng là thật. Sau này không chỉ phải cẩn thận với những động vật biến dị quá mạnh mẽ, đồng thời cũng phản ánh một điều, chỉ cần khống chế tốt, thì đều có thể lợi dụng sức mạnh của những động vật biến dị đó. Hôm nay cũng may là đám thú con to gan, nhưng bất tài đến gây sự. Nếu đổi lại là bộ lạc có sức chiến đấu mạnh mẽ dẫn theo thần lằn biến dị đến tấn công, chắc chắn sẽ xảy ra một trận ác chiến, thương vong vô số. Kết cục bây giờ lại giống như một trò hề. Mà này, đám thú con đó là sao? Các con gây mâu thuẫn với bọn họ sao? Úc Nhiên nhìn mấy đứa cáo con, hỏi. Khả năng chúng gây chuyện bên ngoài cao hơn. Khiến một đám thú con đến gây sự như vậy, cũng chỉ có thể là mâu thuẫn giữa đám nhỏ với nhau. Thế là, đám nhỏ trong bộ lạc đồng loạt nhìn An Tắc với vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên. An Tắc nói, trước đây lúc ra ngoài hoạt động, có chút xích mích với bọn họ. Vì là ân oán do An Tắc gây ra, nên Úc Nhiên hiểu tại sao đám thú con đó lại uy hiếp thần lằn biến dị đến đây. Trong đám thú con đó không có ai thức tỉnh dị năng, đánh nhau với An Tắc, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đối phó với An Tắc đã thức tỉnh dị năng, chỉ có thể dùng dị năng để đối kháng. An Tắc, con xử lý nốt chỗ còn lại đi, Thương ấp nói. An Tắc gật đầu. Úc Nhiên vội vàng nói, hỏi thăm chuyện của thần lằn con. An Tắc, con biết rồi mẹ. Giống như gà biến dị của bộ lạc bọn họ, thú nhân có thể lợi dụng sức mạnh của động vật biến dị để chiến đấu. Nhưng động vật biến dị theo trí thông minh tăng cao, chúng chưa chắc đã phối hợp với thú nhân, càng không dễ dàng bị ép buộc. Đám thú con đó lại có thể bắt được thần lằn con để uy hiếp thần lằn biến dị,
chuyện này vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Nếu thần lằn con đặc biệt, thần lằn biến dị chắc chắn sẽ bảo vệ nghiêm ngặt, đám thú con không có cơ hội cướp được. Úc Nhiên muốn biết đám thú con đó làm thế nào mà cướp được thần lằn con, lại còn uy hiếp thần lằn biến dị. Như vậy sau này gặp động vật biến dị, cho dù không thể thu phục như gà biến dị để sử dụng, cũng có thể dựa theo tình huống hôm nay, nắm bắt điểm yếu của động vật biến dị, từ đó ép buộc chúng khuất phục. Đây cũng là một biện pháp tốt, bởi vì khó có thể đảm bảo sau này sẽ không gặp phải động vật biến dị có sức chiến đấu mạnh hơn chúng. Vở kịch nhỏ kết thúc, An Tắc và những người khác đi kiểm tra đám thú con chết và bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Vài giống được ở lại giúp đỡ, những thú nhân còn lại đều trở về bộ lạc. Vân Kỳ cứu chữa những thú con nào còn có thể cứu được. Đợi đến khi tình trạng của chúng khá hơn một chút, An Tắc bắt đầu tra khảo chúng. Để An Tắc bọn họ lo liệu, chúng ta tiếp tục đi dạo, Thương Ấp xoay người, tiếp tục đi lên núi. Đi được vài bước, mặt đất dưới chân xuất hiện một rung động nhẹ, anh dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng. Úc Nhiên ngồi trên lưng cáo không cảm nhận được rung động nhẹ đó, cô thấy một cánh cổng xoáy xuất hiện trên bầu trời. Ai mở cổng xoáy vậy? Cô vô thức hỏi. Thú nhân của bộ lạc ra vào sa mạc Chi Hải và thế giới bên ngoài, điểm dừng chân cơ bản đều ở vị trí cũ, đôi khi có chút lệch lạc, nhưng không đến mức lệch đến tận đảo. Thương Ấp ngẩng đầu nhìn cánh cổng xoáy quá lớn trên đầu, trầm giọng nói, Úc Nhiên, đây không phải là cổng xoáy do ai mở ra, mà là cổng thời không. Khe nứt thời không đã mở ra. Úc Nhiên ngạc nhiên. Sống Viễn đã từng nói, trên đảo có khe nứt thời không, năng lượng không ngừng thấm ra từ những khe nứt đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đảo thay đổi rất nhiều. Khe nứt thời không sao tự dưng lại mở ra. Thương Ấp quay đầu nhìn bức tường dây leo đã đóng lại phía sau, nói, có thể là do trận chiến vừa rồi đã kích thích khe nứt thời không. Năng lượng mà đám nhỏ vừa rồi chiến đấu giải phóng ra không hề yếu. Vừa đúng trên đó có khe nứt thời không, nên đã kích thích nó. Úc Nhiên không còn gì để nói. Vận may này cũng thật không ai sánh bằng. Không biết đây là cổng thời không dẫn đến đâu, cô tò mò lẩm bẩm. Giây tiếp theo, Thương Ấp đưa cô rời khỏi vị trí ngay phía dưới cổng thời không. Sau khi họ đã cách cổng thời không một khoảng cách nhất định, một tiếng ầm ầm vang lên, cổng thời không mở rộng, dòng nước cuồn cuộn đổ xuống, hung hãn va chạm mặt đất, trực tiếp phá vỡ cây cối trên mặt đất, tạo thành một hồ nước. Úc Nhiên giật giật khóe miệng. Nếu vừa rồi có ai đi vào kiểm tra, chắc chắn sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Dòng nước không ngừng tuôn xuống, cho đến khi một con cá mập lớn rơi xuống, sắc mặt cô trở nên phức tạp. Thấy cá mập rơi xuống rồi, không biết người cá của đặc lý khác có rơi xuống không, cô thuận miệng nói. Vừa dứt lời, người cá của đặc lý khác từ trên trời rơi xuống, theo dòng nước rơi vào hồ nước. Đặc lý khác không sợ dòng nước mạnh mẽ, thân thể thong thả xoay vài vòng trong nước, cuối cùng hóa thành hình người lên bờ. Lúc lên bờ, anh ta còn tiện tay ném con cá mập lớn lên cành cây bên cạnh, kẹp con cá mập trên cành cây. Úc Nhiên, không còn gì để nói. Thương Ấp, đây là nơi anh chọn sao? Đặc lý khác nhìn xung quanh, thấy bức tường dây leo cao chót vót không xa, vẻ mặt anh ta hơi kỳ lạ. Thương Ấp, không, không liên quan đến tôi, khe nứt thời không tự mở ra. Đặc lý khác nhìn anh, rất ngạc nhiên. Úc Nhiên cũng cười bất lực. Vận may gì đây? Đám nhỏ đánh nhau mở ra khe nứt thời không. Vừa đúng khe nứt thời không lại mở ra không gian bên biển. Vừa đúng Thương Ấp và đặc lý khác trước đó đang bàn bạc việc kết nối hai thế giới. Đến nước này, còn cần phải xoắn xuýt chuyện đó sao? Đây không phải là nước đến chân rồi sao? Nước biển từ cổng thời không mở ra không ngừng tràn vào, mặt đất bên dưới đã bị tạo thành một hố lớn. Đáy đảo nối liền với sa mạc, lượng nước biển dư thừa đều chảy vào sa mạc và bị hấp thụ. Nước biển tràn vào một lúc, không khí toàn là mùi biển, thỉnh thoảng có hải sản rơi theo nước biển xuống. Cảnh tượng đó cũng khá đặc biệt. Thú nhân bên ngoài đều vào xem xét tình hình. Con công trắng cổ cát còn dẫn Bách Y đến xem náo nhiệt. Nó bay vài vòng quanh dòng nước từ trên trời đổ xuống, sau đó đứng bên cạnh Thương Ấp. Chuyện gì thế này? Mấy người chọc thủng biển rồi à? Cổ cát buồn bực hỏi. Nó còn liếc nhìn đặc lý khác đứng bên cạnh. Người cá đó cũng bị đổ qua đây à? Lúc này, người cá đó không để ý đến ánh mắt tò mò của nó, mà nhìn Bách Y trên lưng công, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Úc Nhiên, đây là giống cái của bộ lạc các người sao? Đặc lý khác nhìn Úc Nhiên hỏi. Úc Nhiên quay đầu liếc nhìn, liền hiểu ý người cá này. Cô không chút do dự nói, anh ngoan ngoãn đi, đừng có ý đồ gì với Bách Y. Cổ cát đột nhiên hiểu ra, ánh mắt đầy địch ý nhìn sang. Nó nói, đây là bạn đời của tôi, đừng có động tâm tư. Đương sự Bách Y vẻ mặt mờ mịt, cô cẩn thận nhìn đặc lý khác, không phủ nhận là anh ta trông khá đẹp trai. Tôi không thích người cá, sẽ không tìm người cá làm bạn đời, cô thẳng thừng từ chối. Nghe thấy lời cô nói, cổ cát trong lòng vui mừng khôn xiết, nó đắc ý nhìn đặc lý khác nhớ mày.
Đặc Lý Khắc vẻ mặt hơi thất vọng. Vậy à, tôi sẽ không ép buộc cô, nhưng tôi vẫn sẽ thử theo đuổi xem sao. Đi tìm Romy của anh đi. Cổ Cát hoàn toàn không vui nổi nữa. Nó vỗ cánh lao về phía Đặc Lý Khắc. Đặc Lý Khắc theo bản năng lùi lại né tránh, thân thể mất thăng bằng ngã xuống nước. Ngay sau đó, hàn khí lan tỏa, từ hố nước bắt đầu đóng băng lan thẳng đến cổng thời không. Trong cơn giận dữ, Cổ Cát bộc phát sức mạnh mãnh liệt, dị năng hệ băng trực tiếp đóng băng cả cổng thời không. Dòng nước đang ào ạt đổ xuống lúc này dừng lại, biến thành tượng băng lấp lánh. Không sống nổi nữa rồi, Cổ Cát nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng để tôi nhìn thấy người cá đó, trong bộ lạc này có tôi không có anh ta, có anh ta không có tôi. Không được, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Bách Y, tôi đưa em đi. Người cá không phải thứ tốt, bọn họ sẽ cưỡng ép mang giống cái mà họ để ý về lãnh thổ của tộc người cá, nhốt giống cái dưới đáy biển. Bọn họ còn ép buộc giống cái sinh con đẻ cái cho họ. Bách Y vốn không có cảm giác gì với Đặc Lý Khắc, lúc này nghe Cổ Cát nói vậy, cô lập tức chỉ có ấn tượng tiêu cực về tộc người cá. Em sợ quá, anh ta có cưỡng ép bắt em đi không? Cổ Cát, chúng ta đi mau, lỡ anh ta phá băng ra thì sao? Bách Y hoảng sợ nói. Cổ Cát vội vàng an ủi cô. Không sao, có anh ở đây, chúng ta đến rừng đào ở vài ngày. Bách Y, được, chúng ta đi nhanh lên. Thế là, bọn họ bay đi. Úc Nhiên giờ khóc giờ cười. Đợi Cổ Cát bay xa, Thương Ấp mới phóng lửa làm tan băng, Đặc Lý Khắc được giải phong liền uể oải nằm trên bờ. Anh ta nhìn Thương Ấp với vẻ mặt hơi oán trách. Thật ghen tị với anh, có bạn đời nờ hư Úc Nhiên. Thương Ấp khịt mũi lạnh lùng, Úc Nhiên của tôi, anh đừng có ý đồ gì, nếu không tôi sẽ phơi anh thành cá khô giữa sa mạc. Sau đó lại không khách khí mà chế nhạo, giống cái mà anh muốn theo đuổi đều không muốn chấp nhận anh, hãy tự xem xét lại bản thân mình đi. Thủ lĩnh của tộc người cá mà không có giống cái nào thích, nói ra thật đúng là trò cười. Đặc Lý Khắc bị đâm trúng tim đen. Không sợ giống cái từ chối, chỉ sợ giống được chế nhạo như vậy, lòng tự trọng kiêu ngạo của người cá bị bạo kích đến 10.000 điểm. Đặc Lý Khắc nhìn chằm chằm vào không khí với vẻ mặt tuyệt vọng. Úc Nhiên khẽ cười, ghé vào tai cáo lớn nói, vì cổng thời không đã xuất hiện, lại nối liền với biển, hai người có thể bàn bạc xem làm thế nào để kết nối hai bên. Tôi về nghỉ ngơi. Sư Hạ đang ở bên kia, tôi để gà biến dị đưa tôi về. Nói xong, cô vươn tay vẫy vẫy con gà biến dị đang ngồi trên mái tháp nhỏ ở đằng xa. Cô không chắc gà biến dị có đang nhìn về phía họ không, cô chỉ thử vẫy tay, sau đó gà biến dị vỗ cánh bay đến. Thị lực tốt thật nhanh nhẹn, cách xa như vậy mà vẫy tay một cái là nó bay đến ngay, cô không nhịn được khen một câu. Đợi đến khi gà biến dị đáp xuống trước mặt họ, Thương Ấp lại nói, không cần đâu, anh đưa em về, chuyện kết nối hai bên không gấp, từ từ cũng được. Đặc Lý Khắc lên tiếng, sao lại không gấp, đã trì hoãn bao lâu rồi, tôi còn tưởng khe nứt thời không này là do mấy người tạo ra. Kết nối sớm, qua lại tự do sớm, tôi cũng tiện đến đây ngắm giống cái xinh đẹp. À đúng rồi, bạn đời của con công trắng đó, giống cái đó tên gì nhỉ, Bách Y đúng không? Úc Nhiên trực tiếp lờ đi lời anh ta. Thương Ấp, chúng ta đi thôi. Ừ, Thương Ấp đưa cô về bộ lạc. Đặc Lý Khắc nhướng mày khó chịu gọi, vậy còn tôi thì sao? Đáp lại anh ta là bóng lưng không chút lưu luyến của họ. Người ca thật mệt mỏi. Trở về bộ lạc, thấy Thương Ấp không có ý định đi tìm Đặc Lý Khắc, Úc Nhiên nói, chuyện giống được theo đuổi giống cái đều là tự nguyện, yêu đương tự do. Nhưng mà tôi lại có chút ích kỷ, vẫn là đừng để Đặc Lý Khắc theo đuổi Bách Y. Tôi không thể tưởng tượng được Cổ Cát con công lớn đó sẽ làm gì. Trước đây vì muốn sống thế giới hai người với Bách Y mà cứ đòi mở rộng bộ lạc. Nếu Đặc Lý Khắc theo đuổi Bách Y mãnh liệt, chưa nói đến việc cuối cùng Bách Y có đồng ý hay không, Cổ Cát chắc chắn sẽ nổi điên. Không sợ bọn họ đánh nhau, chỉ sợ con công lớn lại đáng thương đến cãi nhau, đòi mở rộng bộ lạc, nói có nó không có Đặc Lý Khắc, thậm chí còn muốn rời khỏi bộ lạc. Thật phiền phức. Từ tình hình của các tộc, tộc người cá đều sống ở biển, lãnh thổ của tộc người cá nằm dưới đáy biển, giống cái trên cạn sống ở đó chắc chắn sẽ không thích hợp. Thương Ấp thản nhiên đáp, Cổ Cát không ngăn cản, Đặc Lý Khắc cũng không theo đuổi được Bách Y, những bạn đời khác của Bách Y đều sẽ không đồng ý. Môi trường biển khác với môi trường trên cạn, Đặc Lý Khắc lại là thủ lĩnh của tộc người cá, thời gian ở lại lãnh thổ sẽ nhiều hơn. Một khi vào lãnh thổ của tộc người cá, những bạn đời của Bách Y sẽ bị hạn chế hành động dưới đáy biển. Nói cách khác, nếu Bách Y kết đôi với Đặc Lý Khắc, đến lãnh thổ của tộc người cá, mấy người bọn họ sẽ bị nắm thóp, cuối cùng Bách Y có thể bị Đặc Lý Khắc độc chiếm. Úc Nhiên hiểu ra, những bạn đời của Bách Y muốn tránh tình trạng này, tốt nhất là đừng để Bách Y tìm bạn đời là người cá. Thêm vào việc Cổ Cát bài xích Đặc Lý Khắc, chuyện này thật sự không thể thành. Nỗi lo lắng trong lòng Úc Nhiên được giải tỏa. Tôi hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát, cô nói rồi bước về phía giường mây.
Thương Ấp đáp lại một tiếng, ân cần đỡ cô nằm xuống. Cô lại nói, nhân cơ hội này, hãy dùng khe nứt thời không đó để kết nối với biển. Thương Ấp vốn định từ chối, chuyện kết nối không gấp lúc này, sau đó anh nghĩ đến điều gì đó, liền đổi ý đồng ý. Ừ, anh xử lý xong sẽ quay lại. Ừ, Úc Nhiên nhắm mắt ngủ, một lúc sau liền ngủ say. Thương Ấp canh giữ bên giường cho đến khi cô ngủ say, anh mới đứng dậy xuống lầu. Lý Hách đã trở về, đang ngồi ăn hoa quả với Đới Ni ở cửa tháp nhỏ. Thấy bọn họ ở đó, Thương Ấp yên tâm ra ngoài. Lý Hách và Đới Ni cũng rất tự giác canh giữ tháp nhỏ. Úc Nhiên ngủ một lát liền tỉnh dậy, cô cau mày, cảm giác bụng căng cứng là thật, cô biết mình sắp sinh rồi. Lần đầu sinh giống cái, trong lòng hơi lo lắng, cô nói. Lời này là nói cho hệ thống nghe, nhưng đáp lại cô lại không phải hệ thống. Lo lắng cái gì, đến lúc thì sinh thôi, chỉ hơi đau một chút, chịu đựng một chút là qua, con rồng đen trên bụng lên tiếng. Úc Nhiên vẫn luôn biết con rồng đen đó có thể nói chuyện, thậm chí chuyện gì xảy ra bên ngoài nó đều biết. Chỉ là nó khá yên tĩnh, cũng không xen vào việc của người khác, khiến cô luôn quên mất sự tồn tại của nó. Cô không nhịn được nói đùa, nói như thể anh đã từng sinh con vậy. Rồng đen buồn bã, tôi đã từng thấy người khác sinh con, chẳng phải những người phụ nữ đó đều hét lên đau quá chết mất, cố lên nhanh lên thấy đầu rồi, sau đó đứa trẻ liền ra đời sao? Mô tả sống động như thật khiến Úc Nhiên không nhịn được bật cười. Vậy phiền anh phù hộ cho tôi sinh chủ nhân của anh thuận lợi. Rồng đen, đương nhiên rồi. Hệ thống bị lờ đi hoàn toàn mới chậm rãi lên tiếng, ký chủ, sau khi kiểm tra, thai nhi nằm đúng vị trí, các điều kiện đều phù hợp để sinh thường, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Úc Nhiên mỉm cười đáp lại. Như vậy sinh con hoàn toàn không có vấn đề gì. Cơn đau bụng ập đến từng đợt, tần suất nhanh chóng khiến cô hơi hoảng hốt. Cô nằm trên giường chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng cơn đau do co thắt tử cung. Mười mấy phút sau, cơn đau tăng lên đến mức khiến cô gần như sụp đổ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sao lại đau như vậy? Úc Nhiên cảm thấy mình sắp chết rồi. Sinh tiểu hồ ly hoàn toàn không đau như vậy. Rồng đen, nếu cô thấy đau quá thì hét lên để giải tỏa, tiện thể gọi vu y của bộ lạc đến. Úc Nhiên thở hổn hển, hét lớn, Vân Kỳ, lão nhị, tôi sắp sinh rồi. Hét lớn một tiếng, cơ thể lập tức đau đến co rúm lại. Ngay sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng động, người đầu tiên chạy lên là Lý Hách và Đới Ni, sau đó Vân Kỳ cũng lên. Sống Viễn vẫn còn ở bên ngoài, để tôi kiểm tra trước. Vân Kỳ đến gần giường nhìn Úc Nhiên, lúc này cũng không câu nệ nhiều, đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng bầu, lập tức biết được vị trí của thai nhi. Vị trí của đứa bé rất tốt, sẽ nhanh chóng ra đời thôi, cô chịu đựng một chút, Vân Kỳ an ủi. Úc Nhiên nghiến răng, chịu đựng cái khỉ gì nữa. Cơn đau dữ dội ập đến, cô dùng hai tay bám chặt vào tấm da thú dưới thân. Đau đến mức nước mắt rơi xuống. Vốn tưởng đã có kinh nghiệm sinh con, lần thứ hai sẽ sinh thuận lợi, không ngờ lại như vậy. Không phải nói tình mẫu tử thật vĩ đại sao, sinh con là một chân bước vào quỷ môn quan. Rồng đen nói một câu. Úc Nhiên tức giận mắng, anh im miệng cho tôi. Anh không phải là linh hồn hộ mệnh sao, anh mau nghĩ cách đi, tôi không còn sức nữa. Nếu tôi sinh không được, chúng ta cùng chết. Rồng đen bất mãn, nói gì mà không may mắn vậy. Điều kiện tốt như vậy, cho dù cô không dùng sức, chủ nhân của tôi cũng có thể tự bỏ ra. Mẹ kiếp, nói gì mà đáng sợ vậy? Vân Kỳ vẻ mặt nghiêm trọng, anh do dự một chút, kéo một tấm da thú bên cạnh đắp lên người Úc Nhiên, rồi hướng dẫn Đới Ni làm thế nào. Thương Ấp không có ở đây, mấy người bọn họ cũng không tiện lại gần giúp đỡ, bây giờ chỉ có thể để Đới Ni xem xét tình hình. Bây giờ mới bắt đầu, tình hình của đứa bé rất thuận lợi, sẽ nhanh chóng ra đời thôi, nhưng tôi không ngờ phản ứng của Úc Nhiên lại lớn như vậy. Vân Kỳ nói, sinh đứa đầu tiên tuy cũng đau, nhưng rất nhanh, cũng không đau đến mức này. Lý Hách khó hiểu hỏi, sinh giống cái và sinh giống đực có phản ứng khác nhau sao? Đều là sinh con mà, nó không biết có gì khác biệt. Nếu đứa bé có tình huống đặc biệt, khó sinh thì có lẽ tình huống sẽ khác. Nhưng trong trường hợp thuận lợi, điều kiện của đứa bé đều bình thường, không quá lớn cũng không quá nhỏ, không nên đau đớn như vậy. Đúng vậy, đau đớn. Trong mắt nó, Úc Nhiên đang đau đến khóc lóc, khó chịu vô cùng. Vân Kỳ nói, sinh giống cái và sinh giống đực có sự khác biệt, ngay cả khi mọi thứ đều thuận lợi. Hơn nữa, tình trạng cơ thể khác nhau, phản ứng khi sinh con cũng khác nhau. Cảm giác sinh đứa đầu tiên và đứa thứ hai cũng sẽ khác nhau. Theo vị vu y này, tình trạng của Úc Nhiên nằm trong phạm vi bình thường. Các điều kiện đều tốt, giống cái sẽ nhanh chóng ra đời, anh cũng không cần phải nấu thuốc cho Úc Nhiên uống. Rất có thể anh còn chưa nấu xong thuốc, Úc Nhiên đã sinh rồi. Biết Úc Nhiên sắp sinh, gà biến dị đã bay đi tìm Thương Ấp, rất nhanh, Thương Ấp và đám nhỏ đều trở về. Một đám người đứng ở cửa phòng lo lắng nhìn vào. Sau khi Thương Ấp vào phòng, liền để bọn họ ra ngoài,
Bên giường chỉ còn lại mình anh ở bên cạnh, Vân Kỳ và đám nhỏ đều bị đuổi ra cửa. Úc Nhiên, anh ở đây. Thương ấp một tay nắm tay Úc Nhiên, một tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô. Tóc cô đã bị mồ hôi làm ướt, cả người trông rất mệt mỏi và yếu ớt. Nhìn thấy cô như vậy, tim anh như tan nát. Thương ấp, em đau quá. Úc Nhiên nắm chặt tay anh, cô đã bị hành hạ đến kiệt sức, muốn dùng sức cũng không còn sức. Cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Thương ấp mím chặt môi, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Anh lấy ra vài viên tinh thể từ dưới gối, hấp thụ rồi đút cho Úc Nhiên. Úc Nhiên hoàn toàn không có sức phản kháng, liên tục bị đút 3 viên tinh thể. Năng lượng của tinh thể lan tỏa trong cơ thể, cảm giác ấm áp khiến cơn đau do co thắt tử cung giảm bớt rất nhiều. Cô thật sự cảm thấy lúc này không còn đau như trước nữa. Cảm giác thật kỳ diệu. Nhưng ngay sau đó, bụng lại căng cứng đau đớn, một cơn đau dữ dội hơn ập đến, cô không nhịn được kêu lên. Đau đến tột cùng, cả người cô trở nên yếu ớt, mắt lim dim không còn sức lực. Úc Nhiên, Thương ấp hoảng hốt, vuốt ve khuôn mặt cô gọi tên cô. Không được ngủ, Úc Nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ý thức mơ hồ, cô há miệng muốn gọi Thương ấp. Giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập đến, đồng thời một luồng sức mạnh nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể cô. Cơ thể cô như được nạp đầy năng lượng trong nháy mắt, từ yếu ớt đến tràn đầy sức mạnh. Cơ thể không tự chủ được dùng sức, đứa bé ra đời. Trong nháy mắt, cả người cô nhẹ nhõm hẳn. Thương ấp nhìn đứa bé đang vươn tay muốn ôm lấy chân Úc Nhiên, anh nhanh chóng xử lý, bọc đứa bé vào da thú rồi ném cho Vân Kỳ. Thấy Thương ấp không chút do dự ném giống cái nhỏ qua, Vân Kỳ sợ đến toát mồ hôi lạnh, về đón lấy đứa bé. Anh cũng không kịp phàn nàn hành động của Thương ấp, cẩn thận kiểm tra giống cái nhỏ. Nhìn đứa bé nhăn nheo chưa nở nang trong tấm da thú, ánh mắt Vân Kỳ dừng lại. Không phải đứa bé nào mới sinh ra cũng trắng trẻo xinh đẹp, có những đứa bé nhăn nheo cần được chăm sóc. Nhan sắc của Úc Nhiên và Thương ấp ở đó, giống cái nhỏ sẽ không xấu. Lúc này, Vân Kỳ không nhìn vào ngoại hình của giống cái nhỏ, mà là đôi tai cáo của cô bé. Giống cái nhỏ đã xuất hiện đặc trưng thú hình. Anh do dự một chút, kéo tấm da thú ra kiểm tra. Sau khi xác nhận giống cái nhỏ cũng có 9 cái đuôi cáo, anh hít sâu một hơi. Đây là huyết thống đáng sợ đến mức nào? 3 con cáo nhỏ đã khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Bây giờ lại có thêm một giống cái nhỏ sở hữu đặc trưng thú hình. Đây là muốn nghịch thiên sao? Không, còn nữa. Còn có con rồng đen đó. Con rồng đen đó đã nhận giống cái nhỏ làm chủ. Vân Kỳ không rõ nguyên nhân. Anh chỉ biết sinh vật biến dị gây ô nhiễm biển đã nhận giống cái nhỏ làm chủ. Con rồng đen dài ngoằng đó không phải là sinh vật của thế giới thú nhân này, tạm thời được phân loại là sinh vật biến dị. Con rồng đen vốn ở trên bụng Úc Nhiên bây giờ đã chuyển sang người giống cái nhỏ, cánh tay nhỏ bé quấn lấy một con rồng đen có vảy đen bóng, tỏa ra hàn khí. Giống cái nhỏ không có vấn đề gì, ai giúp tắm cho bé? Vân Kỳ hỏi An Tắc và những người khác bên cạnh. Sống Viễn là người đầu tiên lên tiếng, để tôi đưa xuống phòng tắm dưới lầu tắm, anh kiểm tra cơ thể của mẹ một chút. Ừ, Vân Kỳ đáp lại một tiếng, giao giống cái nhỏ cho anh ta. Sống Viễn đưa giống cái nhỏ xuống lầu tắm, Úc Tinh đi theo, chuẩn bị canh giữ ở cửa, không cho thú nhân khác nhìn trộm em gái tắm. An Tắc ở lại trên lầu xác nhận tình hình của Úc Nhiên. Úc Nhiên đã mơ màng, ý thức không rõ ràng. Thương ấp vẫn gọi cô, khiến cô muốn ngất cũng không ngất được, chút lý trí còn sót lại bắt buộc cô không được ngất đi. Sau khi sinh giống cái nhỏ, Thương ấp thỉnh thoảng kiểm tra tình hình của Úc Nhiên, không thấy xuất huyết nhiều, cũng không có tình huống nguy hiểm. Nhưng năng lượng dao động và hơi thở sự sống trên người Úc Nhiên đang dần yếu đi, điều này khiến anh vô cùng cảnh giác. Vân Kỳ, hơi thở sự sống của Úc Nhiên đang yếu đi. Ánh mắt anh lóe lên vẻ hoảng sợ, vội vàng nói. Vân Kỳ lập tức tiến lên kiểm tra, anh cau mày nói, đây là do cơ thể suy yếu sau khi sinh con. Lần này cơ thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn so với lần sinh giống được trước, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thương ấp vẻ mặt u ám, nhớ lại lúc Úc Nhiên sinh đám cáo nhỏ, cơ thể đã suy yếu vài tháng. Nếu lần này nghiêm trọng hơn, anh không thể tưởng tượng được cô sẽ hôn mê bao lâu, sẽ khó chịu bao lâu. Ngực đau đến nghẹt thở. Anh hối hận rồi. Lúc trước anh không nên chiều theo ý cô sinh đứa thứ hai. Nếu không có đứa thứ hai, cơ thể cô cũng sẽ không thành ra như vậy. Úc Nhiên, anh xin lỗi. Anh cúi đầu áp mặt vào mặt cô, áy náy xin lỗi. Úc Nhiên dựa vào anh, khóe miệng nở nụ cười. Cô mấp máy môi muốn nói chuyện, nhưng mệt mỏi đến mức không nói ra được lời nào. Cuối cùng, thật sự không chống đỡ nổi nữa, ý thức chìm vào bóng gờ tối. Vào khoảnh khắc Úc Nhiên hoàn toàn mất đi ý thức, bên ngoài sấm sét nổi lên. Tiếng sấm vang trời dậy đất, bầu trời trong xanh cũng trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Bóng tối bao trùm, một áp lực kỳ lạ lan tỏa. Thời tiết đột ngột thay đổi khiến mọi người giật mình. Vân Kỳ mặt tái mét, anh quay sang An Tắc bên cạnh nói, nhanh đi canh chừng mọi người trong bộ lạc.
Giống cái nhỏ mang đặc trưng thú hình dáng thế, nếu xuất hiện hiện tượng trời đất biến đổi, chính là điểm xấu, thú nhân rất có thể sẽ làm hại giống cái nhỏ. Tình hình bây giờ, dù là trùng hợp hay thật sự do giống cái nhỏ xuất hiện mà trời đất dị thường, đều phải chú ý đến tình hình của những thú nhân khác. An Tắc mặt trầm xuống, không chút do dự xoay người xuống lầu xem xét tình hình của thú nhân trong bộ lạc. Cho dù là thú nhân của bộ lạc mình, nếu giống cái nhỏ thật sự mang đến tai họa, phản ứng của mọi người cũng khó mà xác định. Bởi vì hậu quả như vậy, rất khó lường trước. Thương Ấp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ say của Úc Nhiên, đôi mắt đen kiên định. Vân Kỳ, anh nghĩ sao? Anh lạnh lùng hỏi. Vân Kỳ nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi lại, nghĩ sao là sao? Bây giờ tình hình của Úc Nhiên ổn định, chỉ là mệt thôi. Thương Ấp quay đầu nhìn anh nói, bên ngoài không phải là mưa bão bình thường, nếu những thú nhân khác cho rằng giống cái nhỏ là tai họa, sẽ mang đến điểm xấu, lựa chọn của anh là gì? Vân Kỳ hiểu ý anh rồi. Nếu tình hình có biến, là lựa chọn rời đi hoặc đối địch với những thú nhân khác, hay ở lại cùng bọn họ chống lại tai họa. Tôi vẫn luôn tin tưởng Úc Nhiên, cho dù đứa con của cô ấy mang theo điểm xấu dáng thế, cũng sẽ thừa hưởng sự thông minh và lương thiện của Úc Nhiên. Không có đứa trẻ nào sinh ra đã ác. Vân Kỳ nhìn Thương Ấp với ánh mắt kiên định, từng chữ, giọng điệu không thể lay chuyển. Tôi vẫn luôn là vui của các người. Nghe câu trả lời của Vân Kỳ, nỗi lo lắng trong lòng Thương Ấp được giải tỏa. Sau này bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cũng sẽ có chiến đấu. Vân Kỳ là vui, anh cần vui. Anh muốn vui, không phải vì sau này giao chiến với thú nhân khác mà có thương vong, có thể có vui chữa trị. Anh chỉ muốn có vui bên cạnh chăm sóc cơ thể của Úc Nhiên. Cô vừa sinh con xong, cơ thể rất yếu. Bên cạnh nhất định phải có vui túc trực. Có Vân Kỳ, cộng thêm kỹ năng luyện dược của Sớm Viễn, bên phía Úc Nhiên cơ bản không có gì phải lo lắng. Bên ngoài sấm sét vang dội, mưa như chút nước, ào ạt đổ xuống sa mạc. Trận mưa kỳ lạ này còn dữ dội hơn cả trận mưa mà thần sa mạc giáng xuống trước đó. Thương Ấp không rời Úc Nhiên nửa bước, luôn quan tâm đến tình hình của cô, cho đến khi Sớm Viễn tắm rửa sạch sẽ cho giống cái nhỏ rồi đưa lên. Anh nhận lấy giống cái nhỏ được bọc trong vải bông, cơ thể cô bé mềm mại, nhỏ bé đến mức có thể bóp chết trong lòng bàn tay. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo không hề đáng yêu, người cha mặt không cảm xúc, đặt cô bé nằm ngủ bên cạnh Úc Nhiên. Giống cái nhỏ lim dim mắt khẽ rên một tiếng, cô bé vung vẩy cánh tay đang bị vải bông quấn chặt, cố gắng để lộ hai cánh tay nhỏ bé. Cánh tay nhỏ đến mức không biết diễn tả như thế nào, một trong hai cánh tay nhỏ bé đó quấn lấy con rồng đen tà ác. Hình xăm rồng đen trên cánh tay nhỏ bé cũng trở nên nhỏ xíu. Rồng đen đã ở trên người giống cái nhỏ, lúc này rồng đen rất yên tĩnh, nhắm mắt không hề động đậy. Cho dù như vậy, nhìn vệt đen trên cánh tay nhỏ bé, Thương Ấp vẫn im lặng nhìn. Anh cảm thấy, kiếp này muốn có một đứa con gái thơm tho mềm mại, e là không thể nào rồi. Sau đó, Thương Ấp vẫn luôn canh giữ ở tháp nhỏ, Vân Kỳ và Úc Tinh canh giữ ở dưới lầu, những đứa nhỏ khác tạm thời được tự do hoạt động. Đám nhỏ có thể không có phản ứng gì quá lớn với việc thời tiết đột ngột thay đổi, nhưng để phòng ngừa mọi chuyện xảy ra, Vân Kỳ đã nói qua với mọi người. Sự ra đời của giống cái nhỏ rất không đơn giản. Để phòng ngừa vạn nhất, bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, bọn họ đều phải có đối sách ứng phó. Trận mưa này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, mưa bắt đầu nhỏ dần. Sau khi tạnh mưa, nhiệt độ giảm mạnh, bầu trời âm u bắt đầu rơi tuyết, chưa đến nửa ngày, tuyết rơi dày đặc bao phủ toàn bộ sa mạc. Mưa lớn rồi đến tuyết lớn, khí hậu hoàn toàn mất kiểm soát. Úc Nhiên tỉnh dậy vào sáng ngày thứ tư, cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào không khí, cảm nhận sự mệt mỏi toàn thân, cô thở dài. Sau đó cảm thấy có gì đó, cô quay đầu nhìn sang bên cạnh. Giống cái nhỏ đang nằm bên cạnh cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt đang chạm nhẹ vào eo cô. Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đáng yêu đó, Úc Nhiên vẻ mặt dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Giống cái nhỏ xòe bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay cô, hai mẹ con cứ như vậy nắm tay nhau. Trong lòng Úc Nhiên mềm nhũn. Cô nghiêng người, nhìn tai cáo và đuôi cáo của con gái. Bây giờ mới sinh, tóc còn thưa thớt, lông đuôi cũng vậy, không hề đáng yêu như trong tưởng tượng. Bây giờ trông hơi xấu, nhưng xấu một cách đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da tuy còn hơi nhăn nheo, nhưng cũng khá trắng trẻo. Mẹ nào chê con mình xấu, do mình sinh ra, thế nào cũng đẹp. Đôi mắt đen láy của giống cái nhỏ nhìn chằm chằm vào không khí, một tay nắm tay Úc Nhiên, một tay kéo cái yếm trên người. Cũng không biết ai mặc yếm cho cô bé. Úc Nhiên đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, cô chậm rãi ngồi dậy xem xét. Giống cái nhỏ mặc một cái yếm được làm bằng da cá, điều này không có vấn đề gì, nhưng phía dưới lại trần truồng, chỉ có hai cái chân nhỏ. Mẹ kiếp, cũng không quấn tã cho con. Úc Nhiên ôm trán tuyệt vọng. Chắc là
đuôi nhiều nên khó mặc, cô tự an ủi mình. Thương ấp bưng thức ăn vào phòng, thấy cô tỉnh dậy, vẻ mặt vui mừng. Úc Nhiên, em thấy thế nào? Anh nhanh chóng bước đến bên giường, đặt thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh, anh hơi sốt ruột ngồi xuống kiểm tra cơ thể cô. Úc Nhiên đáp lại một tiếng, em không sao, bây giờ vấn đề là, sao lại để giống cái nhỏ trần truồng như vậy? Cô vừa hỏi vừa không nhịn được véo cái chân nhỏ mà cô có thể nắm trọn trong lòng bàn tay. Cảm giác thật tuyệt. Thương ấp nói, lúc trước Úc Tinh đã quấn tã cho con bé rồi, nhưng nó cứ đạp chân, lại còn khóc, nên anh để con bé trần truồng luôn. Úc Nhiên. Thương ấp, có thể là mặc không thoải mái, đá trong bộ lạc đã ngừng làm mát, trong phòng cũng đã thêm đá lửa để sưởi ấm, giống cái nhỏ trần truồng như vậy sẽ không bị lạnh. Không cần quản con bé, không chết rét được đâu. Em ngủ lâu như vậy rồi, ăn chút gì đi, lúc trước em hôn mê anh chỉ có thể cho em uống chút canh, không được ăn gì ngon. Lời của một người cha. Úc Nhiên thật sự rất đói, cô rút tay ra khỏi tay con gái, âu yếm xoa đầu cô bé, xoay người bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của cáo lớn. Thương ấp vừa đút cô ăn, vừa kể ngắn gọn lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Úc Nhiên sững người, cảm xúc trong đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Cô đã dự đoán được nếu giống cái nhỏ có tình huống đặc biệt, khi sinh ra sẽ có hiện tượng trời đất dị thường. Không ngờ tình huống như vậy xuất hiện, một số thú nhân trong bộ lạc đã rời đi, giống cái cũng rời đi vài người. Bây giờ trong bộ lạc chỉ còn lại cô và Đới Ni, cũng như Bách Y và con gái Betty. Những giống cái khác đều đi theo những giống đực khác rời khỏi bộ lạc. Thương ấp không ngăn cản thú nhân rời đi, kể cả những giống cái đó. Úc Nhiên bất lực nói, một buổi giao lưu đã giữ lại được một số thú nhân, không ngờ lúc này lại rời đi vì sự ra đời của giống cái nhỏ. Không sao, đều là những kẻ không trung thành, thú nhân trung thành đều ở lại. Thương ấp thản nhiên đáp. Cho dù tất cả thú nhân trong bộ lạc đều rời đi, anh cũng không quan tâm, chỉ cần Úc Nhiên bình an, vậy là đủ rồi. Úc Nhiên cúi đầu nhìn giống cái nhỏ đang áp sát vào mình, dịu dàng nói, Thương ấp, đó là con của chúng ta. Đó chỉ là con của bọn hát họ. Thương ấp gật đầu, đáp lại một tiếng chắc nịch, ừ, anh biết. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Cho dù đứa bé có sức mạnh đáng sợ đến đâu, sẽ mang đến ảnh hưởng xấu đến đâu, đó cũng là con của chúng ta, con bé không phải là đứa trẻ xấu. Nghe những lời khiến cô yên tâm vô cùng, Úc Nhiên nhìn anh, mỉm cười. Ăn no bụng, cảm thấy có sữa, Úc Nhiên cho con gái bú. Cô bé bú no rồi, nắm chặt tay nhỏ ngủ ngon lành. Úc Nhiên ôm đứa bé đáng yêu đang ngủ say trong lòng, không nhịn được nói, không nhìn con rồng đen trên cánh tay, em thấy con bé không khác gì những đứa trẻ khác, đều ngây thơ đáng yêu. Chỉ là chưa lớn, không được đẹp lắm. Ít nhất là phản ứng không khác gì những đứa trẻ mới sinh khác. Thương ấp, bây giờ mới sinh được vài ngày, chưa thích nghi, từ từ sẽ linh hoạt hơn. Trên người con bé có năng lượng dao động, anh không chắc là sức mạnh của rồng đen hay con bé cũng có dị năng. Bây giờ rồng đen không có động tĩnh gì, con bé cũng ngây ngốc, anh không thể xác định được chuyện này. Úc Nhiên cười nói, không sao, sớm muộn gì cũng biết. Nếu con bé có dị năng, sau này sẽ rất lợi hại. Thương ấp mỉm cười, tốt, để con bé tranh giành vị trí thủ lĩnh bộ lạc tiếp theo với An Tắc. Úc Nhiên, phiền phức vậy làm gì, trực tiếp đánh bại anh để giành vị trí thủ lĩnh còn tiện hơn. Đột nhiên có chút mong chờ. Úc Nhiên không nhịn được cười. Nếu sau này con gái thật sự mạnh mẽ như vậy, cô, người mẹ này sẽ phải sợ hãi. Tuy nhiên, con gái sau này sẽ như thế nào, cô hoàn toàn không biết, trong lòng căn bản không thể lập kế hoạch nuôi dưỡng cho con gái. Cảm giác không thể kiểm soát được đứa bé này. Cô nhẹ nhàng đặt con gái xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Vừa đến cửa sổ, Thương ấp đã bọc một tấm da thú dày lên người cô. Úc Nhiên theo bản năng nhìn giống cái nhỏ trên giường, thấy con bé cũng được đắp một tấm da thú. Bên ngoài đang tuyết rơi, lạnh không kém gì đầu mùa đông, Thương ấp nhắc nhở. Mở cửa sổ nhìn cũng được, nhưng phải mặc nhiều quần áo, không được để bị lạnh. Úc Nhiên mỉm cười đáp lại, kéo chặt tấm da thú trên người. Thương ấp đưa tay mở cửa sổ. Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn, tuyết rơi dày đặc, nhưng tuyết tích tụ trong bộ lạc gần như không có. Lúc nhìn xuống dưới, cô vừa đúng lúc thấy gà biến dị trong chuồng gà đang phun lửa làm tan chảy tuyết. Ngọn lửa có nồng độ cao chỉ cần phun một cái là có thể làm tan chảy tuyết. Tuy trong bộ lạc có tuyết rơi, nhưng không có gió, cũng không quá lạnh. Úc Nhiên nhìn một lúc rồi bảo Thương ấp đóng cửa sổ, cô không quên mình vừa mới sinh con. Thương ấp đứng sau lưng cô, đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Lưng áp sát vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, cộng thêm tấm da thú trên người, rất nhanh Úc Nhiên đã nóng bừng. Nóng quá, sắp toát mồ hôi rồi, cô không nhịn được nói. Thương ấp mỉm cười cởi tấm da thú trên người cô. Cởi da thú xong vẫn tiếp tục ôm cô, anh vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nói, chuyện bên ngoài em không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho tốt,
lần này sinh con sẽ tổn hao cơ thể nhiều hơn so với lần đầu, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Úc Nhiên áp đầu vào anh, nhẹ nhàng đáp, em sẽ nghỉ ngơi cho tốt. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, hãy chăm sóc tốt cho đám nhỏ trong nhà. Thương ấp, ừ, anh sẽ chăm sóc tốt. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa khiến Úc Nhiên giật mình. Thương ấp xoa đầu cô an ủi, không sao, là băng ở đảo rơi xuống. Cổng thời không kết nối với biển vẫn luôn ở trạng thái mở, không đóng lại. Anh và Đặc Lý Khắc đã thử nghiệm nhiều lần. Xác nhận chỉ cần không có sức mạnh nào mạnh mẽ đóng lại, cổng thời không sẽ không đóng lại. Chúng ta cứ để nó kết nối với biển. Hố nước ở đảo đã được đào sâu hơn, bên đó đã hình thành một hố nước biển. Hôm qua nhiệt độ giảm, bên ngoài bộ lạc càng lạnh hơn, khiến nước biển bị đóng băng. Băng không dày lắm, một lúc sau sẽ tự rơi xuống. Nỗi lo lắng trong lòng Úc Nhiên mới tan biến. Dòng nước biển từ cổng thời không đổ xuống rất lớn, muốn đóng băng hết lượng nước biển đó, chút hàn khí này là chưa đủ. Nếu chỉ đóng băng bề mặt, nước biển vẫn chảy bên trong, chỉ cần nước biển chảy mạnh hoặc có hải sản lớn rơi xuống, rất dễ làm vỡ băng. Úc Nhiên trầm ngâm vài giây. Cô nói, nếu hiện tượng bất thường trước mắt không liên quan đến con gái chúng ta, mà là do thần sa mạc tạo ra khí hậu mùa đông thì sao? Sa mạc Chi Hải chỉ có mùa hè, còn lý do tại sao chỉ có mùa hè mà không có bốn mùa, vấn đề này chỉ có thần sa mạc mới biết. Lỡ như vừa đúng lúc thần sa mạc đang tạo ra mùa đông. Cô cảm thấy khả năng này cũng không phải là không có. Thương ấp không phản bác, trong lòng anh, khả năng này không nhỏ. Nhưng không có bằng chứng xác thực, tất cả chỉ là suy đoán của họ. Tương tự, họ cũng không thể chứng minh mưa lớn và tuyết lớn bên ngoài có liên quan đến giống cái nhỏ. Có lẽ, tất cả chỉ là trùng hợp. Thương ấp nghĩ đến điều gì đó liền nói, khí hậu ở sa mạc Chi Hải luôn nóng nực, sống ở đây hoàn toàn không cần lo lắng bị chết rét, những thú nhân đó càng không thu thập ra thú dày. Bây giờ hàn khí ập đến, những thú nhân không thể rời khỏi sa mạc Chi Hải, không tìm được đồ giữ ấm, e là sẽ rất khó khăn. Úc Nhiên im lặng. Khó khăn nhất là giống cái và thú con. Giống đực có thể chống chọi với cái lạnh ngắn hạn. Nhưng nếu cái lạnh kéo dài quá lâu, giống đực cũng không chịu đựng nổi. Không có đồ giữ ấm, không có đủ thức ăn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Úc Nhiên hỏi, bên biển cũng tuyết rơi sao? Thương ấp, không, nhưng dường như có chút ảnh hưởng. Theo thời gian, bên ngoài phải mất thêm một thời gian nữa mới vào mùa đông, nhưng mấy ngày nay trời dần trở lạnh, có thể sẽ bước vào mùa đông sớm. Không sớm không muộn, đúng lúc sa mạc Chi Hải xuất hiện dị thường mà nhiệt độ giảm, thế nào cũng không phải là trùng hợp. Tình hình trên đất liền tạm thời chưa rõ, số lượng thú nhân trong bộ lạc không nhiều lắm, anh không sắp xếp cho họ hoạt động trên đất liền, Thương ấp lại nói. Úc Nhiên đưa tay xoa mặt anh nói, thức ăn trong bộ lạc đủ rồi, cứ để mọi người ở lại trong bộ lạc đi. Ừ, tạm thời chỉ có thể như vậy, chờ tuyết tạnh, chờ mọi thứ tươi sáng trở lại. Xung quanh bộ lạc có tháp che chắn, không có gió thổi vào, bên ngoài bộ lạc lại là gió tuyết bão bùng, thỉnh thoảng còn xuất hiện bão tuyết, thú nhân ra ngoài hoạt động rất khó khăn. Thời tiết như vậy càng không thể đi săn, Thương ấp liền để thú nhân ở lại trong bộ lạc, chờ gió tuyết qua đi. Và chờ đợi này kéo dài nửa tháng. Nửa tháng sau, gió tuyết tạnh, An Tắc dẫn thú nhân đi dọn dẹp tuyết bên ngoài bộ lạc. Tuyết đã chặn cửa lớn của bộ lạc. Nếu không phải gà biến dị mỗi ngày đều phun lửa làm tan chảy tuyết, thì bố cục như vậy đã bị tuyết chôn vùi từ lâu rồi. Thú nhân vừa bắt đầu dọn dẹp, bên ngoài liền truyền đến tiếng bò lạo xạo. Theo hơi nóng ập đến, tuyết ở cửa bị lửa làm tan chảy. Vài luồng lửa đã làm tan chảy tuyết bên ngoài bộ lạc, tạo ra một tầm nhìn rộng lớn. Mọi người cũng thấy được thứ đang làm tan chảy tuyết là một đàn thằn lằn. Một đàn thằn lằn biến dị khổng lồ, hung dữ.